Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1693 Như Nguyệt bên cạnh nam tử mắt nhìn tình tuyết cổ hoa, trong ánh mắt toát ra một chút kiên kỵ, hắn nhìn ra tình tuyết cổ hoa cũng là một tên tôn giả, dễ nhận thấy lần này tới đến kiếm trũng chỗ tôn giả rất nhiều. Nhìn lại lần này kiếm trũng hành trình cũng phải cẩn thận chút, chúng ta cũng xuống đi. Nam tử này hướng về phía cơ Như Nguyệt nói câu, sau đó cùng Như Nguyệt cùng nhau rơi vào này kim sắc cổ lộ trên, vù vù như nguyệt bước trên kim sắc cổ lộ từng đạo kiếm khí bắt đầu cuốn tới chuyện này nhất thời để cho như nguyệt nhớ tới ban đầu ở yêu kiếm truyền thừa trong sự tình nhớ được ban đầu ở bắc thiên vực yêu kiếm truyền thừa là nàng lần đầu tiên nhìn thấy tần trần thời điểm còn đem tần trần làm thành là kiếm đạo truyền thừa trên đường khảo hạch song phương còn gây ra một hồi hiểu lầm thậm chí chính mình còn bị tần trần khám phá xung quanh mà sau đại chiến tần trần cũng là áo quần rách rưới Nghĩ đến lúc đó hai người đều phát hiện đối phương không phải vô thượng kiếm đạo phía trên mô phỏng thể sau, tất cả đều sững sờ bộ dáng, cơ như Nguyệt liền không nhịn được xì một tiếng bật cười. Như Nguyệt, ngươi làm sao? Làm sao cười cùng một ngu ngốc một dạng? Như Nguyệt bên cạnh nam tử nghi hoặc nói ra. Tổ gia gia ngươi mới là ngu ngốc đây. Cơ như Nguyệt tức đến tóc đều có thể dựng thẳng lên đến, ta chỉ là nghĩ đến tầng trần nàng nỉ non, trong thanh âm tràn ngập thất lạc. Nam tử nhíu mày, lại là tiểu tử thúi kia. Ai, ta đây huynh đệ là cho ngươi đổ cái gì thuốc mê, năm đó bị thượng quan hy nhi cái tên kia mê được thất điên bác đảo, không ngờ hôm nay cư nhiên đem ta chắc gái mê thành như thế. Đều không phải nói, cùng lần này ta đột phá tôn giả cảnh giới, liền dẫn ngươi đi đông thiên giới tìm tiểu tử kia, đến thời điểm gia tộc cũng chưa chắc vây được chúng ta hừ, cùng nhìn thấy tên kia, ta có thể được thật tốt giáo huấn hắn một chút. Nhớ được năm đó ở thiên vũ đại lục, hắn mặc dù là cơ gia đệ nhất thiên tài, nhưng vẫn bị tần trần đè ép, hiện tại hắn sớm so tần trần hơn 300 năm đi tới thiên giới, từ lâu là nửa bước tôn giả, thực lực cường hãn cũng có thể hảo hảo mà giáo huấn tần trần, nhìn tiểu tử làm sao còn phản kháng chính mình. Nghĩ tới đây, nam tử này liền không nhịn được cười hắc hắc lên. Tổ gia gia, ngươi cam lòng sao? Năm đó người là tần trần hắn ngay cả mạng cũng không muốn, đi sâu tử vong hạp cốc, nếu không phải tiên tổ chi lực để cho ngươi phi thăng tới thiên giới, chỉ sợ ngươi cũng sớm đã ngã xuống, vì tần trần hảo huynh đệ này ngươi liền mệnh đều có thể không cần, ngươi còn có thể giáo huấn hắn. Cơ như Nguyệt cười nói, nam nhân này không là người khác, đúng là thiên vũ đại lục tần trần bản thân, cơ gia đệ nhất thiên tài cơ vô tuyết. Năm đó vì tìm kiếm tầng trần hạ lạc, cơ vô tuyết một thân một mình đi sâu tử vong hạp cốc, cuối cùng kích hoạt tiên tổ chi lực, phi thăng thiên giới. Lúc trước cơ như nguyệt phi thăng thiên giới sau, cơ gia là theo đông thiên giới mang về, cơ vô tuyết mới hiểu chính mình hảo huynh đệ không có chết, mà trước mắt này cơ như nguyệt lại là chính mình chắc gái, còn trở thành huynh đệ mình nữ nhân, rõ là tạo hóa trêu ngươi. Mệnh cũng không muốn đó là mệnh cũng không muốn có thể hiện tại này gia hỏa cư nhiên cư ta chắc gái, ta có thể không dạy dỗ hắn sao. Cơ vô tuyết tiếng hừ nói ra. Cơ như nguyệt cười khúc khích, bản thân tổ gia gia thiên tư cường hãn năm đó chính là cơ gia đệ nhất thiên tài, tiến vào thiên giới sau, càng là thiên tư trắc tuyệt, là hôm nay cơ gia trong cao cấp nhất thiên kiêu một trong, so với nàng không quá sớm đến thiên giới hơn 300 năm mà thôi, hôm nay liền đã nửa bước tôn giả đỉnh cấp cao thủ chính là tính cách đồ một điểm, cũng không biết năm đó như thế nào cùng Tần Trần trở thành hảo huynh đệ. Hai người bước vào Kim Sắc cổ lộ, rất nhiều trận văn cùng kiếm khí cuốn tới, nhưng căn bản là không có cách ngăn cản cơ Vô Tuyết cùng cơ Như Nguyệt cước bộ, hai người một là trận đạo thiên tài, một là trời sinh kiếm thể, này kim sắc trên cổ lộ khảo hạch đối với bọn họ mà nói căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào. Rất nhiều kiếm khí bị cơ Như Nguyệt lĩnh ngộ phân giải, mà cơ vô tuyết lại phân giải bốn phía trận pháp, hai người tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc sẽ đến kim sắc cổ lộ phần cuối, mở ra cửa vào, vừa bước một bước vào đi vào. Thật nhanh. Chung quanh tất cả cao thủ nhìn thấy một màn này, đều vẻ mặt nghiêm túc, cơ vô tuyết cùng cơ như nguyệt phá trận tốc độ quá nhanh, thậm chí so với gia các thế gia lão tổ chư các như long cũng chỉ chậm một chút mà thôi, làm thế nào đến. Ta nam thiên giới lúc nào ra như vậy hai cái thiên tài. Tình tuyết cổ hoa cao mày, đi, chúng ta cũng đi vào. Hắn mang theo tình tuyết tư lam cùng tình tuyết tư vân, cũng tăng thêm tốc độ, phút chốc tiến vào mộ huyệt trong, người khác cũng đều ào ào thi triển thần thông, tăng thêm tốc độ. Vì phòng ngừa chính mình rớt lại phía sau, ở đây rất nhiều thế lực những cao thủ cũng đều ào ào liên thủ, kiếm trũng chỗ chính là nam thiên giới cao cấp nhất cấm địa ai biết này trong cấm địa rốt cuộc có bao nhiêu ít thứ tốt. Nếu là rớt lại phía sau, có lẽ toàn bộ bảo vật cũng sẽ bị đi trước tiến vào cấm địa cường giả cướp đoạt, đến thời điểm bọn họ là tay không mà về. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực cao thủ ào ào liên thủ, này kim sắc cổ lộ phá giải tốc độ cư nhiên tăng nhiều, rất nhiều cao thủ ào ào đi tới cổ lộ phần cuối, tiến vào mộ huyệt trong. Mà ở những người này ào ào tiến vào huyệt mộ lúc ầm ầm kiếm trũng huyệt mộ chỗ bên ngoài hư không đột nhiên xé rách nhất đạo đáng sợ lỗ thủng một cái thân thể nguy nga thân hình từ trong một bước đi tới trên người người này tản ra đáng sợ tinh thần lực giống như một tôn thần chi đến nơi đây cái gì lại là một cái tôn giả còn dư lại một ít kim sắc trên cổ lộ cao thủ ào ào ngẩng đầu nhìn người tới trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài vẻ khiếp sợ thất thanh nói Diệt tinh tôn giả, kim sắc cổ lộ mở, đúng là như tinh chủ đại nhân chỗ nói, kiếm bộ này chỗ một lần nữa mở, thông thiên kiếm các, không ngờ nơi đây dĩ nhiên là thông thiên kiếm các di chỉ chỗ, này một cái xoay quanh tinh quan thân ảnh đồ sộ, đúng là tinh thần cung diệt tinh tôn giả, lúc này hắn thần sắc kích động, nhìn chầm chầm chính cái kim sắc cổ lộ, trong lòng hiện lên bên mông vẽ kích động, hử, đã có không ít người tới trước đỉnh phong thánh chủ. Những thứ này chắc là thiên đảng sơn mạch, hoặc giả nam thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực người, cư nhiên sao bản tôn còn muốn tới trước nơi đây, cũng đúng, kiếm trũng chỗ mở ba đồng, nam thiên giới đỉnh cấp thế lực tất nhiên sẽ biết được, sao bản tôn đi trước chạy tới, cũng là bình thường. Diệt tinh tôn giả hiếp mắt nhìn những thứ kia đỉnh cấp cao thủ, trong ánh mắt tản mát ra yếu ớt sắc bén, một tia sát cơ ở trên người hắn dũng động đây chính là thông thiên kiếm các di chỉ A, à, có phải hay không là những gia hỏa này tất cả đều chém giết đây. Diệt tinh tôn giả trong lòng dũng động sát ý, hắn trước đây đã từng biết được kiếm mộ này cấm địa đáng sợ, lại cũng không biết nơi đây đúng là viễn cổ thông thiên kiếm các bảo địa, đương nhiên trước đây cũng có một chút suy đoán, nhưng chưa từng chứng thực mà thôi, bây giờ đối mặt bực này di tích, trong lòng hắn khó tránh khỏi hiện ra đến nhẹ nhẹ vẻ tham lam. Diệt Tinh tôn giả trong ánh mắt yếu ớt sắc bén, thấy ở đây còn lại các thế lực trong lòng không khỏi phát rét. Nếu không phải bọn họ biết được này kim sắc cổ lộ trên không cách nào thụ đến công kích, bị một cái tôn giả như vậy nhìn chằm chằm, tất nhiên gấp rút thoát đi nơi đây. Ngay Diệt Tinh tôn giả trong lòng do dự lúc, hắn làm như cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phía sau hư không. Trong hư không lần thứ hai truyền đến một cổ khí tức kinh khủng, mọi người liền thấy lại là một cái cao thủ theo trong hư không đi tới, trên thân đồng dạng tản ra trấn áp thiên đạo khí tức. Thiên công tác diệp quan tôn giả. Tất cả mọi người kinh hô. Mà kèm theo diệp quan tôn giả xuất hiện, ngay sau đó lại có nhất đạo khí tức đáng sợ đến, là đại vũ thần sơn cửu vũ tôn giả. Diệp tinh, không ngờ ngươi so với ta cùng còn nhanh hơn. Diệp quan tôn giả cười nói. Diệp tinh tôn giả thấy hai người, ánh mắt ngưng lại, hai người bọn họ cũng tới, ba người ngưng mắt nhìn phía dưới kim sắc cổ lộ, hai bên giữa cũng đều lộ ra vẻ cảnh giác. Cửu vũ tôn giả nhìn phía dưới, cao mày nói, nếu chúng ta đều đến, nam thiên giới chư các như long đám người vậy cũng không thể so với chúng ta tới muộn chứ. Diệt tinh tôn giả biến sắc, bất chấp hắn, lập tức hỏi thăm, khi biết chư các như long cùng tình tuyết cổ hoa đều đã đi trước sau khi tiến vào, việc tinh tôn giả ba người khí sắc cũng hơi biến này chưa các như long mấy người tới thật nhanh đi ngay sau đó ba người không chút do dự lập tức bước vào kim sắc cổ lộ biến mất kim sắc phía trên cầu tầng trần ba người chính đang ở cảm ngộ trong cùng ung vô tận linh hồn ý chí lực đánh vào tầng trần trong đầu tôi luyện tầng trần kiếm ý lực lượng tầng trần cảm giác được trong cơ thể mình kiếm chi quy tắc bộc phát mạnh mẽ hồi lâu sau, làm tầng trần triệt để có thể thừa nhận này linh hồn ý chí lực, không cách nào nữa đề thăng sau, mới mở mắt. Lúc này, U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y còn đắm chìm trong cảm ngộ trong, hai người con mắt khép hờ, lông mi rung động, phản phất tại cùng này linh hồn ý chí làm đấu tranh, trong thân thể, dũng động xuất ra đạo đạo đáng sợ tinh thần ý chí tới. Tần Trần nhìn về phía dưới cầu kiếm hà, không biết đúng hay không ảo giác duyên cớ, hắn đột nhiên thấy này kiếm hà, có nhất đạo bóng ma hiện lên, phản phất một loại âm lãnh tồn tại, tại ngưng mắt nhìn chính mình. Có thể cùng khác nháy mắt, bóng ma này lại biến mất. Đó là cái gì? Tần trần trong lòng sợ hãi, thân thể run lên, loại cảm giác này hết sức rất thật. Đưa hắn có một ít sợ hãi Trần, ngươi làm sao? U Thiên Tuyết lập tức mở mắt Thanh Khâu Tử Y cũng thức giấc Nghi hoặc nhìn về phía Tần Trần À không sao Tần Trần lắc đầu, này kiếm hà bộ phận dường như có đồ vật gì đó Hắn nói ra U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y đều nhìn về kiếm hà tình trạng trùng trùng điệp điệp kiếm chi quy tắc trường hà ẩn chứa kinh khủng sát cơ chảy xuôi mà qua cái loại này sát ý để cho hai người trong lòng phát rét mặc dù là Thanh Khâu Tử Y bực này nửa bước tôn giả cũng có một loại bước vào kiếm hà trong tất nhiên sẽ thịt nát xương tan cảm giác so với bên ngoài kim sắc trên cổ lộ sát khí, đều có thể sắc bén phía trên nhiều, đánh nát vạn vật. Thiếu gia, bực này kiếm hà, coi như là tôn giả tiến vào, chỉ sợ cũng phải bị giết hết đi, trong này tại sao có thể có đồ đạc? Có lẽ là ta nhìn lầm đi. Tần Trần lắc đầu, hắn cũng chỉ là một loại không hiểu ảo giác, cùng khác tỉ mỉ đi cảm nhận thời điểm, nhưng cái gì đều nhìn không thấy. Đi, chúng ta qua cầu. U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y tại đây kiếm đạo lực xuống, đã không cách nào nữa đề thăng, ba người ngẩng đầu, ngăn cản linh hồn ý chí lực, hướng đi cầu phần cuối. "Gì? Ý chí đó thân ảnh đây." U Thiên Tuyết đột nhiên kinh hô thành tiếng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy cầu kia lương thượng một đạo thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã không thấy. Tần Trần trong lòng cả kinh, này ý chí thân ảnh biến mất thời điểm, hắn căn bản không có phát hiện đến là vật gì? Có lẽ đây cây cầu kia phía trên khảo hạch, chúng ta thông qua khảo hạch, bởi vậy này ý chí thân ảnh cũng biến mất đi. Hanh khâu tử y nói ra. Tần trần cao mày, hiện tại cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Bất quá này ý chí thân ảnh biến mất, thế nhưng cây cầu kia phía trên kiếm chi quy tắc lực vẫn tồn tại như cũ, ba người tay nắm tay chú ý về phía trước, đi ngang qua sau một lát, rốt cục đi tới cầu đối diện hô. Trấn áp xuống kiếm chi quy tắc trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Cuối cùng qua đến. U Thiên Tuyết cười khẽ nói, Trần, nếu không phải ngươi, chúng ta ở chỗ này có lẽ còn muốn tiêu hao không ít công phu. Thanh khâu tử y lúc này cũng vội vàng đem chính mình tay theo tầng trần trong tay rút ra, sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Ban nảy thất lễ. Tần Trần vội vàng nói, thanh khâu tử y thế nhưng vĩnh hằng kiếm chủ nữ nhân, tần trần đương nhiên sẽ không có ý đồ không an phận, huống chi thanh khâu tử y còn đã cứu tư tư, tại tần trần trong lòng, thanh khâu tử y là đồng bọn, là bằng hữu. Không có việc gì. Thanh khâu tử y khẽ nói ra. Sau đó, ba người tiếp tục hướng phía trước bước ra, này kim sắc cổ lộ, lan ra hướng bóng đêm vô tận, cũng không biết thông hướng địa phương nào, ba người chậm rãi đi trước, cũng không biết này kim sắc cổ lộ đến có bao nhiêu dài dằng dặc, không bao lâu, bọn họ trước mắt đột nhiên sáng ngời, liền thấy phía trước là một mảnh chỗ trống, trên đất trống, từng đạo trận văn hiện lên, xoay quanh đáng sợ sát cơ, đồng thời ngưng tụ thành từng đạo kiếm thân ảnh, như ảo như thật. Tần Trần ba người bước vào này chỗ trống, ánh mắt hướng kia kiếm thân ảnh nhìn lại, lập tức chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ ý chí lực lượng hướng hắn đánh giết tới giống như một tôn kinh khủng kiếm khách đồng dạng, cầm trong tay sát lục chi đao, hóa thành từng vị sát thần triều lấy hắn chém giết ra. Đùng! Tần trần cước bộ trong dây lát bước ra, trong cơ thể bản nguyên cuồn cuộn gầm thép, hướng từng vị sát thần đánh giết tới, thực chất va chạm làm cho hư không liên tục bạo liệt, nhưng mà y nguyên có đáng sợ ý chí xuyên thấu tần trần đôi mắt, đâm vào hắn trong đầu. Tần Trần chỉ cảm thấy có từng vị cường đại sát thần cầm trong tay sát phạt chi nhận tiếng vào đầu hắn, muốn phá hủy ý hắn chí. Tần Trần đầu run rẩy dữ dội, thần niệm thủ hộ linh hồn hải, thiên hồn cấm thuật vận chuyển, đáng sợ linh hồn trùng kích cuồn cuộn đánh giết ra, trong đầu của hắn, vô tận linh hồn chi lực hóa thân từng đạo thần chi vậy thân ảnh cùng kia kiếm khí tức đụng vào nhau, là đáng sợ kia kiếm chi lực lượng trấn áp xuống. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ vô hình kiếm khí bổ chém tại tầng trần trên thân lập tức phát ra vang vang tiếng lại như thực chất này kiếm công kích thật đáng sợ đã hữu hình lại vô hình song trọng công kích tầng trần trầm giọng nói hắn đã nhìn ra trận pháp này chỗ ngưng kết kiếm thân ảnh có thể hóa thành hư huyễn cùng thực chất hai loại công kích muốn hạn chế lại bọn họ muốn thông qua nơi đây nhất định phải vượt qua công kích này tới nghĩ tới đây tần trần trên thân cuồn cuộn khí tức bộc phát ra, cước bộ không lay động hướng phía trước bước ra, hướng về phía U Thiên Tuyết cùng thanh khâu tử y mở miệng nói, Thiên Tuyết, tử y, ta ở phía trước mở đường, hai người các ngươi thủ hộ hai bên, riêng là công kích ngươi các ý chí lúc, muốn nhất định khẩn thủ ở, đây cũng là ý chí và thân thể song trọng tôi luyện. U Thiên Tuyết cùng thanh khâu tử y lập tức cước bộ hướng phía trước bước ra, cùng tần trần đứng sóng vai, trên thân cuồng cuộn khí tức nở rộ ra, nên đón đối diện kia kiếm thân ảnh đánh giết mà tới. ầm ầm, lực lượng đáng sợ trút xuống, hai người đồng thời biến sắc. thật mạnh công kích. trong lòng hai người thầm run rẩy. xuất thủ công kích. tần trần khẽ quát một tiếng, chém ra nhất đạo lóa mắt kiếm khí, trả một cái vết đến trước người kiếm ảnh. u thiên tuyết quanh thân cũng hiện lên cửu cực chi thủy mà thanh khâu tử y càng là hóa thân mị hoặc chi thân, là người trước mắt kiếm ý chí phá hủy, đồng thời mấy người ào ào lấy thần niệm bảo vệ chính mình đầu, ý chí đáng sợ, cứng cỏi không thể dao động. Cũng may chúng nó trước mới vừa đi qua kia kim sắc cổ lộ cùng kim sắc cầu, lúc trước hai cái cửa khẩu chiếm được khảo nghiệm, cho các nàng đối này kiếm ảnh ý chí công kích, có nhất định chống lại tác dụng, bằng không chợt đi lên liền gặp phải bực này công kích, hai người tất nhiên khó có thể ngăn cản. Nhưng dù vậy, ba người cũng cực cực lực, trong lòng bốn bề sống dậy, một cái kiếm ảnh liền có thể có được mạnh mẽ như thế công kích đáng sợ uy lực, hơn nữa còn là liên tục không ngừng thôi động, có thể thấy được trận pháp bản thân có bao nhiêu mạnh mẽ. Chẳng lẽ là tôn cấp trận pháp? Ít nhất cũng là nửa bước tôn cấp. Trảm. Tần trần nổi giận gầm lên một tiếng, nhất đạo kinh khủng kiếm quang dường như muốn là hư không đều bổ ra đến, chém xuống ý chí công kích, đánh vào trước mắt kiếm ảnh trên, tức khắc một vết nứt xuất hiện. U thiên tuyết nhất đạo cửu cực chi thủy oanh ra ngoài, làm cho hư không rung chuyển, một tiếng ầm vang nổ vang, này nhất đạo kiếm ảnh mở tung, cũng là lại có nhiều hơn kiếm ảnh tạo thành. Đi! Tần trần quát một tiếng, nhanh chóng về phía trước, muốn thần tốc thông qua này chỗ trống nhưng này rất nhiều kiếm ảnh căn bản không cho ba người nhanh chóng thông qua cơ hội, trong khoảnh khắc xuất hiện, ào ào đánh tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ cổ lộ, mênh mông vô bờ, dường như toàn bộ đều là kiếm ảnh, liên tục kéo dài đến xa xa. Phải có trận đánh ác liệt. Tần Trần thấy như vậy một màn trong lòng khẽ trung xuống. Nhiều như vậy kiếm ảnh, mỗi nhất đạo đều tương đương với đỉnh phong thánh chủ công kích, thậm chí mạnh hơn, võ giả bình thường làm sao có thể thông qua. Có lẽ chỉ có nửa bước tôn giả cảnh giới cao thủ, mới có ganh đua lực đi, trừ phi này kiếm ảnh sẽ căn cứ người đến tu vi tiến hành mạnh yếu điều chỉnh, bằng không chỉ cửa ải này, thì có khả năng ngăn lại tuyệt đại đa số cao thủ. Cho tới bây giờ, Tần Trần còn không có thấy ngũ đại yêu chủ thân ảnh, thậm chí ngay cả chúng nó xác chết cũng không thấy, có thể thấy được chúng nó hẳn là còn không có đụng tới. Hừ không lôi kiếm thể. Tần trần hừ lạnh, trên thân dũng động vô tận kiếm khí, giờ khắc này, hắn thôi động trong cơ thể vô danh kiếm điển, chỉ một thoáng, kiếm khí tiếng nổ, tần trần giống như một tôn thần ma một dạng, ngăn ở u thiên tuyết cùng thanh khâu tử y trước người, mang theo hai người nhanh chóng thẳng hướng phía trước. Hưu hưu hưu, kịch liệt tiếng xé gió vang lên, từng đạo kinh khủng kiếm ảnh hướng tần trần đánh giết tới, nhất kiếm quan hàng, như là cửu tinh liên châu vậy chiếu nghiêng xuống đâm thẳng tầng trần tầng trần tâm niệm vừa động tức khắc một cổ đáng sợ đáng sợ kiếm đạo ý cảnh xuất hiện giống như một tòa thái sơn vậy chỉ thấy tầng trần trong cơ thể quang mang chớp nháy tức khắc trọng kiếm phóng lên cao hung hăng bổ vào rất nhiều kiếm quang ở trên nhất kiếm không ngưng một kiếm lại một kiếm nở rộ ra hư không biến phải nóng rực không kềm chế được nổi dậy ầm ầm vĩnh hằng kiếm ý sát lục kiếm ý, khởi nguyên kiếm ý. Tần trần tại kiếm chi đạo phía trên cao cấp nhất lĩnh ngộ, ào ào thi triển ra. Mà cùng lúc đó, U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y cũng động, hai người rõ ràng ở đây tình huống, kèm theo tần trần cùng nhau xuất thủ, phát huy ra hủy thiên diệt địa chi uy, một tiếng ầm vang nổ vang, từng tôn kiếm ảnh bạo liệt vỡ vụn xuống. Theo đoàn người liên tục đi trước, chung quanh từng tôn kiếm ảnh đều phát ra kinh thiên công kích, đáng sợ chiến đấu đột nhiên toàn diện bạo phát. Tần trần thân mang mang hoang chi khí, thân thể quấn quanh kiếm chi quy tắc, điên cùng oanh kích, đem các loại kiếm ảnh làm thí luyện tác dụng, liên tục rèn luyện chính mình các loại thần thông lực lượng, từng đạo đẹp mắt chói mắt kiếm quan tự nhiên ra, hoặc như thái dương diệu cửu thiên, hoặc giả như lực mạnh bổ mây gió, liên miên không ngừng, như là nộ hải cuồng đào, phản phất hắn pháp tắc lực lượng vĩnh viễn sẽ không dừng. U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y đồng dạng càng đánh càng cuồng bạo, U Thiên Tuyết bản thân chính là kiếm khách, kiếm khí thẳng tới trời cao, mà Thanh Khâu Tử Y còn lại là hóa thân cửu vĩ tiên hồ, càng chiến càng hăng. Nhưng mà theo chúng nó cước bộ hướng phía trước, Tần Trần bỗng chốc phát hiện, những thứ này ý chí công kích lại mơ hồ lấy trận pháp diễn hóa, phối hợp lẫn nhau, đầy đủ vô tận uy áp, lại liên tục đưa bọn họ đội hình phân hóa ra, đến phía sau, chúng nó bố trí trận vị đã đều tản mất, tự mình chiến đấu. Nhất đạo kêu trên tiếng truyền ra, tần trần ánh mắt đảo qua, chỉ thấy U Thiên Tuyết bị đánh phải lui nhanh, khóe miệng tràn ra một nguồn máu tươi, với lại, một cái kinh khủng thân ảnh y nguyên hướng U Thiên Tuyết đánh giết tới. Tần trần thân ảnh như gió, đột nhiên hướng U Thiên Tuyết trước người lóe lên đi qua, kinh khủng thân thể bổ sung kiếm đại đạo, giống như một tôn mang hoang cự thú vậy bộc phát ra, hung hăng đánh vào sông lại kiếm ảnh trên. Phốt Tần trần trên thân xuất hiện một đám huyết hoa, bị chém ra nhất đạo nhỏ bé vết thương. vết Tần trần quát chói tai một tiếng, cướp bộ hung hăng đạp một cái, tức khắc nộ hải kiếm khí cuồn cuộn oanh ra ngoài, là kiếm ảnh triệt để bao phủ, trong nháy mắt vỡ nát. Không có sao chứ. Tần trần quay đầu lại nhìn U Thiên Tuyết nói. Không có việc gì, trần, ta mình có thể ứng phó. U Thiên Tuyết nói, ánh mắt yếu ớt, nàng cư nhiên cũng chiến ra sát ý, người chiếu cố tốt chính mình là tốt rồi. Cũng đúng. Tần Trần sững sờ, chợt cười, U Thiên Tuyết, há lại cần hắn lo lắng. Dết. U Thiên Tuyết quát nhẹ, thân hình dết ra, thái âm lưu ly chí công lực bao phủ, cùng kiếm ảnh chiến đấu cùng một chỗ. Tần Trần cũng cười, thân ảnh như gió, thân thể ánh quyền cuồn cuộn đánh vết ra, đánh lui trước người một cái thân ảnh, thẳng thắn nói ra, thống khoái đánh đi, loại này cực hạn chiến đấu lịch lãm cơ hội khó được, ở đây để cho chúng ta có thể thỏa thích thống khoái đại chiến, còn có cái gì không biết đủ. Thiếu gia nói không sai, ở đây kiếm ảnh, cũng là cực tốt lịch lãm vật. Thanh khâu tử y lay động thân hình, nàng nửa bước tôn giả tu vi, cũng ở đây tôi luyện chính mình. Rầm 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 ba người điên cuồng chém giết, một bên chém giết, một bên lướt về phía phía trước. Kiếm tâm lưu quan sát trận. Đúng lúc này, Tần trần càng không tạo hóa ngọc điệp trong, nhất đạo âm thanh yếu ớt đột nhiên vang lên. Nghe thế thân ảnh, thanh khâu tử y cả người rung một cái, vĩnh hằng. Tần Trần cũng nhìn về phía càng không tạo hóa ngọc điệp, liền thấy vạn giới ma thụ trên, nhất đạo linh hồn quang mang dâng lên, tản ra một loại đặc biệt kiếm chi lực lượng, đúng là vĩnh hằng kiếm chủ linh hồn tại vạn giới ma thụ bên trong nghỉ ngơi nhiều năm sau như vậy hắn lực lượng linh hồn rốt cục khôi phục một ít lúc này ở trong mộ kiếm đáng sợ kiếm khí kích động phía dưới vĩnh hằng kiếm chủ rốt cục tỉnh lại chỉ là linh hồn hắn lúc này còn hết sức yếu ớt hắn cảm thụ được càng không tạo hóa ngọc điệp ở ngoài cảnh tượng không khỏi thất thanh nói ra vĩnh hằng kiếm chủ tiền bối ngươi tỉnh tần trần kích động nói Tần Trần, đa tạ ngươi thay ta chiếu cố Quỳnh Tiên. Vĩnh Hằng kiếm chủ hết sức yếu ớt, linh hồn cảm giác bên ngoài, cả kinh nói, các ngươi tại sao sẽ ở kiếm tâm lưu quan sát trận trong. Kiếm tâm lưu quan sát trận. Tần Trần ba người tụ tập cùng một chỗ, đều nghi hoặc nói ra. Không sai, đây chính là kiếm tâm lưu quan sát trận, trận này là ta thông thiên kiếm các đặc biệt trận pháp, là đặc biệt kiếm chi lực lượng ngưng kết kiếm ảnh có thể tôi luyện kiếm đạo cao thủ ý chí, bất quá, trận này uy lực cực đáng sợ, người bình thường không cách nào thông qua, dưới tình huống bình thường, là ta thông thiên kiếm các dùng đến khảo hạch đỉnh phong thánh chủ cấp bậc ở trên đệ tử, rèn luyện thân thể, ngưng luyện kiếm tâm, cảm ngộ siêu thoát kiếm chi đạo sử dụng. Nói chung, là dùng để khảo nghiệm đệ tử có hay không có thể bước vào tôn giả cảnh giới mới có thể mở, mặc dù là sát trận, nhưng là một loại ma luyện một loại khảo nghiệm lúc trước ta liền từng xông xáo qua này kiếm tâm lưu quan sát trận đồng thời thành tích là đương thời thông thiên kiếm các rất nhiều đệ tử số một cho nên mới được chọn làm thông thiên kiếm các kế thừa một trong đệ tử được tông môn đại lực bồi dưỡng tôi luyện căn cơ tính toán để cho ta lại nhất cử đột phá tôn giả cảnh giới đáng tiếc nói đến đây vĩnh hằng kiếm chủ dừng lại vĩnh hằng đều tại ta năm đó ngươi nếu không phải đi theo ta lưu lạc chân trời, lưu lạc bốn phương, chỉ sợ sớm đã đột phá tôn giả đi, thậm chí, tu vi tiến hơn một bước, trở thành thông thiên kiếm các trụ cột vững vàng, nhân tộc nhân vật cao tầng cũng chưa chắc. Thanh khâu tử y thang không sai nói, có lẽ lúc trước hoang thần chi chủ đại ca chọn trúng chúng ta, cũng là vừa ý ngươi thiên phú đi. Quỳnh Tiên, ngươi này chính xác nói cái gì, có thể cùng với ngươi, đã đời ta may mắn nhất sự tình. Vĩnh Hằng kiếm chủ nói ra, đột nhiên hắn cảm thụ được Thanh Khâu Tử Y trên thân nồng nặc huyết khí, không khỏi rất là khiếp sợ. Quỳnh Tiên, người tu vi cư nhiên khôi phục nhiều như vậy. Thanh Khâu Tử Y được sống lại thời điểm, hắn cũng có thể mơ hồ cảm thụ được một ít, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này mới không bao lâu, Thanh Khâu Tử Y tu vi lại mơ hồ bước vào đến nửa bước tôn giả cảnh giới kiếp trước thanh khâu tử y cùng hắn tại bị hoang thần chi chủ luyện hóa lúc đều từng cảm ngộ đến tôn giả đạo lộ chỉ cần thanh khâu tử y thật có thể khôi phục kiếp trước tu vi như vậy thành tựu tôn giả nhất định cũng là ván đã đóng thuyền sự tình bất quá là vấn đề thời gian a thanh khâu tử y nói đây là may mắn thiếu gia hắn chỗ lấy ra cửu tiên huyết ngọc chính là ta yêu tộc thích hợp nhất đắp nặng thân thể đỉnh cấp tài liệu một trong lại thêm thần hồn dược dịch tẩm bổ ta linh hồn mới có thể thần tốc hồi phục, cũng tại đây trong khoảng thời gian ngắn, khôi phục lại nửa bước tôn giả cảnh giới. Thiếu gia Vĩnh Hằng kiếm chủ nỉ non, nhìn về phía tầng trần, chợt cười, không ngờ năm đó ta tùy ý giúp đỡ, chỉ là không muốn để cho đại ca âm mưu thực hiện được thiếu niên, hôm nay thì đã phát triển tới mức này, ngươi quả nhiên là thời đại này nhân vật chính nhân vật, vận mệnh lộng triều nhân, thuộc về ta thời đại, đã qua vĩnh hằng kiếm chủ tiền bối ngươi còn trẻ đây tần trần cười nói ha ha ngươi cũng liền đừng gọi ta tiền bối liền gọi ta vĩnh hằng đi ta sau này giống như quỳnh tiên cũng gọi ngươi làm thiếu gia tuy là lúc trước chúng ta là xuất thủ cứu ngươi nhưng trên thực tế nếu là ta không ra tay ngươi cũng sẽ không có chuyện về sau ngươi lại cứu ta và quỳnh tiên để cho hai chúng ta còn có thể này nhân gian gặp lại đại ân đại đức cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đặc biệt trong khoảng thời gian này ngươi chiếu cố quỳnh tiên phí tâm mất công khổ cực vĩnh hằng kiếm chủ cảm thán nói chuyện này không tốt lắm đâu tần trần không nói gì vội vàng nói thanh khâu tử y gọi mình thiếu gia hắn thì có chút không được tự nhiên hiện tại này vĩnh hằng kiếm chủ cũng gọi mình thiếu gia này bối phận hoàn toàn loạn a dù sao để cho một cái theo thời đại viễn cổ sống đến bây giờ gia hỏa gọi mình thiếu gia, hơn nữa còn là chính mình ân nhân, loại cảm giác này, làm sao đều có chút khó chịu. Còn nữa, vì cái gì tiền bối nói lúc trước nếu ngươi không ra tay, ta cũng sẽ không có chuyện. Tần trần cao mày, hắn cảm giác vĩnh hằng kiếm chủ dường như biết một ít chính mình không biết sự tình. Ha ha, không có gì không tốt cứ như vậy định, thậm chí, người ta gặp nhau, cũng có thể là vận mệnh an bài ta tin tưởng trong chỗ u minh vận mệnh để cho ta cùng quỳnh tiên tại đó cố thủ trăm triệu năm chính là làm chờ ngươi đến còn như ta theo như lời ngươi không có việc gì ta hiện tại cũng không có thể khẳng định có một số việc xin thỉnh thiếu gia thứ lỗi ta không có khả năng cho biết vĩnh hằng kiếm chủ nói ra thần thần bí bí tần trần nói thầm vĩnh hằng kiếm chủ mỉm cười nói đúng các ngươi tại sao lại ở đây kiếm tâm lưu quan sát trận trong? Chẳng lẽ các ngươi tại ta Thông Thiên kiếm các? Hắn nghi hoặc nhìn bốn phía, một đoạn thời gian trước là hắn linh hồn thức tỉnh thời khắc mấu chốt, đối với ngoại giới cho biết cơ hồ hoàn toàn không có, sở dĩ cũng không biết Tần Trần bọn họ tất cả. Tần Trần sắc mặt buồn bã, lúc này đem trước vì cái gì đi tới Nam Thiên giới, chỗ giải khai tất cả, từ đầu chí cuối nói ra. Cái gì? Ta thông thiên kiếm cát đã vẫn diệt. Thiên giới trong lại không ta thông thiên kiếm cát, mà chỉ có kiếm chủng mộ địa. Nghe vậy, Vĩnh Hằng kiếm chủ như bị sét đánh, cả người kịch chấn, tuy là linh hồn thân, nhưng hắn khóe mắt trong lại có lệ quan lóe lên. Năm đó hắn và Thanh Khâu Tử Y bỏ trốn, rời khỏi tông môn, tuy là lưu lạc chân trời, nhưng trong lòng liên tục tưởng nhớ tông môn, thông thiên kiếm cát là sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương là hắn gia, có thể nghĩ tới không tới, lại đã tại này thiên giới đại lục phía trên biến mất. Không có khả năng. Hắn thì thào, không thể tin được, ta thông thiên kiếm các chính là nhân tộc kiếm đạo thánh địa, sư phụ cùng lão tổ bọn hắn, tu vi thông thiên triệt địa, thậm chí tiếp cận siêu thoát chi cảnh, là viễn cổ thiên giới đáng sợ nhất một trong cường giả, lại ta thông thiên kiếm các đệ tử như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp, làm sao có thể tất cả đều ngã xuống? một người cũng không còn, chỉ còn dư lại kiếm trũng mộ địa. Hắn nhất thời có một ít khó có thể tin, thông thiên kiếm các năm đó ở viễn cổ thiên giới, cùng công tượng tác cùng mấy đại thế lực, là thiên giới cao cấp nhất, mặc dù là công tượng tác, hiện tại cũng lưu lại thiên công tác bực này thế lực, vì cái gì hắn thông thiên kiếm các, sẽ toàn quân bị diệt. Tiền bối nén bi thương. Tần Trần thở dài nói ít nhất theo trước mắt hắn biết được cùng thấy tình huống đến xem, này thông thiên kiếm các đã triệt để biến mất hủy diệt, nếu không, gia các thế gia bực này nam thiên giới đỉnh cấp thế lực cũng sẽ không thông qua thiên nguyên phái nhóm thế lực đến tìm hiểu cổ đạo tông tình huống, lấy chư các như long bực này mệnh vận chi thuật đỉnh cấp cao thủ, nam thiên giới tôn giả, thông thiên kiếm các nếu thật tồn hạ đến, hắn cũng sẽ không không biết. Không, ta không tin. Vĩnh Hằng kiếm chủ thì thào, tâm tình kích động, hư vô linh hồn đều kịch liệt sóng gió nổi lên. Đi, thiếu gia, này kiếm tâm lưu quan đại trận tuy mạnh, nhưng muốn thông qua, thật có mấy cái yếu quyết, ta nhất định phải đi kiếm mộ này chỗ chỗ sâu nhìn một chút, ta thông thiên kiếm các cuối cùng như thế nào. Vĩnh Hằng kiếm chủ kích động nói ra, giọng nói rơi xuống, từng đạo tin tức tức khắc dũng mãnh tràn vào đến tầng trần ba người đầu, đúng là kiếm tâm lưu quan đại trận bí quyết cùng thông qua chi pháp. Như vậy tinh diệu. Tần Trần không khỏi lay động. Lúc này, rất nhiều kiếm ảnh vẫn còn ở chém giết tới bao quanh hướng Tần Trần đám người, Tần Trần đám người ngay từ đầu bên nói chuyện còn tại kia ngăn cản, lúc này, này tin tức tràn vào trong đầu, Tần Trần lập tức thôi động loại phương pháp này. Tức khắc, Tần Trần trước mắt kiếm chi thế giới tức khắc biến, này này từng đạo kiếm ảnh, lại diễn hóa thành từng đạo khác xa nhau kiếm khí tức ẩn chứa đặc biệt lực lượng, tập sát mà tới. Rầm rầm rầm. Những thứ này kiếm khí tức trong, ẩn chứa rèn luyện lực lượng, làm cho Tần Trần kiếm tâm thông minh, bộc phát chạm tới kiếm đại đạo. Hắn phản phất thấy kiếm đại đạo phía sau con đường. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác, siêu việt kiếm đại đạo, đó là đột phá tôn giả cảnh giới, ít nhất hiện nay Tần Trần khoảng cách đột phá tôn giả còn có một chút khoảng cách có thể cảm thụ được siêu việt loại lực lượng này, liền đã cực kỳ khó được. Này kiếm tâm lưu quan sát trận xác định tinh diệu, thông thiên kiếm các thủ đoạn, khó tránh cũng quá mạnh cường hãn, khó trách có thể trở thành là viễn cổ nhất đỉnh cấp tông môn. Tần Trần lay động. Cần biết, hắn cũng là đỉnh cấp trận pháp đại sư, đỉnh phong cấp thánh chủ trận pháp sư, có thể trước lại không nhìn ra này kiếm tâm lưu quan sát trận bất kỳ đầu mối nào chỉ có thể bị động đi ngăn cản bởi vì trận này hết sức tinh diệu cũng không phải là bình thường dùng trận văn đi thôi động mà là hóa thành kiếm lực ngưng kết thành kiếm ảnh ở trong chiến đấu để cho đối thủ đề thăng cảm ngộ nếu không phải vĩnh hằng kiếm chủ gợi ý để cho tần trần chính mình đi thể hội có lẽ cần thời gian dài đợi ở chỗ này tiến hành cảm ngộ mới có thể cẩn thận tỉ mỉ đi ra bất quá kiếm mộ này trong đầu tiên là kim sắc cổ lộ, lại là kim sắc cầu, hiện tại lại là này kiếm tâm lưu quan sát trận, làm như tại khảo nghiệm bọn hắn, lại phản phất tại chỉ điểm bọn họ, đến là vì cái gì? Tần trần cao mày, bởi vì hắn không rõ ràng lắm kiếm mộ này trong khảo hạch, đến tục cùng là viễn cổ thời điểm thông thiên kiếm các cường giả cố ý gây nên, còn chỉ là một trùng hợp. Nếu là thông thiên kiếm các cường giả tại ngã xuống trước biết được chính mình sẽ bị tiêu diệt, muốn truyền thừa lưu lại, cố ý thiết trí khảo hạch, như vậy lấy thông thiên kiếm các thủ đoạn, hẳn là thiết trí một ít đặc biệt khảo hạch kiếm khách thủ đoạn, không phải kiếm khách người, trực tiếp loại bỏ. Tin tưởng lấy thông thiên kiếm các thủ đoạn, làm đến điểm này cũng không khó. Nhưng bây giờ, bất kể có hay không kiếm khách, có phải là hay không tu luyện kiếm chi đạo võ giả, cũng có thể tiến vào kiếm trũng trong, này lại làm cho tần trần hơi nghi hoặc một chút, có một ít ngoài ý muốn nếu ở đây bố trí rõ là viễn cổ thông thiên kiếm các cao thủ thiết lập trí như vậy địa phương xem vậy là cái gì? Dết. Tần trần nếu không nghĩ ra cũng liền chẳng muốn đi nghỉ hắn mang theo u thiên tuyết cùng thanh khâu tử y về phía trước ba người đồng loạt ra tay hắc hắc u thiên tuyết hừ nhẹ một tiếng lúc này cũng nhận được vĩnh hằng kiếm chủ phương pháp truyền thụ tức khắc trong cơ thể phản phất có ngàn vạn kiếm khí điên cuồng đánh giết ra, thái âm lưu ly chí tôn chi khí tận trời, lúc này u thiên tuyết trên thân vô cùng sung mãn bạo tạc lực lượng, để cho tầng trần âm thầm liếu lưỡi, u thiên tuyết đúng là cũng cực kỳ mạnh mẽ, này kiếm tâm lưu quan sát trận cùng thảo hạch, ngược lại là kích hoạt trong cơ thể nàng thái âm lưu ly chí tôn truyền thừa, càng là càng về sau càng kinh khủng, tiềm năng đang không ngừng được thôi phát đi ra rầm 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 ba người nhắm mắt theo đuôi liên tục về phía trước trong ánh mắt thiêu đốt cuồn cuộn chiến ý vô tận kiếm ảnh tập sát tới lại thực sự trở thành tầng trần ba người lịch lãm trong lực lượng được tầng trần ba người cảm nhận thân thể liên tục rèn luyện cũng không biết qua bao lâu tầng trần ba người đã oanh tới phần cuối phía trước đã không có kiếm ảnh hay a à? tầng trần nổi giận gầm lên một tiếng Kiếm ngân vang trận trận, trong cơ thể kiếm chi quy tắc treo hò hoang hô, nóng lòng muốn thử, phản phất được đến thăng hoa vậy, vô cùng sảng khoái, như muốn phá vỡ cực hạn ràng buộc. Rốt cục, tất cả mọi người đều bước ra này kiếm tâm lưu quan sát trận phạm vi, xuất hiện tại ba người phía trước, là Nhất Đạo Kim Sắc hư không chi môn. Thống khoái. U Thiên Tuyết nhếch miệng cười nói, khóe miệng lại vẫn treo vết máu tần trần thấy nàng bộ dáng tức khắc cười rộ lên thanh khâu tử y cũng thở nhẹ nàng quá khứ đối địch đều là áp dụng cửu vĩ tiên hồ nhất tộc mị hoặc thủ đoạn lúc này đây cảm ngộ kiếm tâm lực khiến cho nàng cũng có không nhỏ ích lợi trên thân tôn giả chi khí bộc phát nồng nặc nói không chính xác tại không lâu tương lai thật sự có thể trực tiếp đột phá tôn giả cảnh giới này kiếm tâm lưu quan sát trận đúng là cường hãn thông thiên kiếm cát không hổ là viễn cổ kiếm đạo thánh địa, tuy là cuộc chiến đấu này cơ hồ muốn cho ta tình trạng kiệt sức, bất quá cũng cho ta đối kiếm nhất đạo, có sâu hơn lý giải. U Thiên Tuyết khẽ cười nói, nàng vốn là kiếm khách, lúc này bộc phát vui mừng. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, này phiến hư không chi môn sau còn không biết sẽ có cái gì. Tần Trần khẽ nói ra, lập tức U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử y ào ào gật đầu, xác định muốn nghỉ ngơi lấy lại sức biết đâu còn sẽ có ác chiến chính là liền vĩnh hằng kiếm chủ cũng không nói gì bởi vì hắn cũng không biết này hư không chi môn sau sẽ là cái gì chưa tới nửa giờ sau tần trần mở mắt thấy tất cả mọi người nghĩ xong hẳn là khôi phục được không sai biệt lắm không khỏi mở miệng nói được chúng ta đi thôi tần trần ba người ào ào hướng phiến hư không chi môn vượt qua đi lập tức phát hiện cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa bầu trời tất cả như thường, nhưng bọn hắn lúc này cũng là đứng ở một cực kỳ rộng rãi cuồn cuộn đại điện, chừng 10 triệu mét to lớn. Có người. Lúc này, Tần Trần thấy nơi đây ngoại trừ bọn họ ở ngoài, còn có người khác, thông qua này phiến kim sắc hư không chi môn sao, cuối cùng cùng nó kim sắc cổ lộ bắt đầu tiếp giáp sao. Rộng rãi mênh mông vô tận đại điện, vốn có to lớn khí thế, trong đại điện này, thậm chí có từng chui trong suốt cự kiếm, những thứ này cự kiếm cao vút trong đại điện này, sông thẳng trời cao, giống như một san sát cuồn cuộn rừng kiếm, tủng đứng ở nơi này. Tại kiếm trũng ở ngoài, cũng có rất nhiều thánh binh lợi kiếm cắm, hóa thành kiếm chi khí, những thứ kia đều là chân chính bảo binh, thế nhưng ở đây rừng kiếm bất đồng, những thứ này lợi kiếm, mỗi một chui đều vô cùng thật lớn, một đường trong suốt. Trong lại lưu chuyển các loại màu sắc khí tức đáng sợ, tản ra làm tầng trần hoảng sợ lực lượng những thứ này cự kiếm, thông thiên, trong suốt, phản phất hư huyễn một dạng, như ý chí ngưng kết mà thành, nhưng nhìn kỹ lại, lại biết được rõ ràng là thực thể, cổ xưa không hoa, phát ra khí tức, lại làm tầng trần đều sợ hãi. Cái này khiến tầng trần con ngươi hơi thu hẹp xuống, này lại là địa phương nào? Kiếm bia lâm Càng không tạo hóa ngọc điệp trong, vĩnh hằng kiếm chủ thất thanh nói. Kiếm bia lâm, đó là cái gì? tần trần nhìn đem quá tới. Kiếm bia lâm, là ta thông thiên kiếm các một chỗ khác kiếm đạo thánh địa, so với kiếm tâm lưu quan sát trận đều quý hiếm, xem như là ta thông thiên kiếm các cốt lõi nhất nơi truyền thừa. Vĩnh Hằng kiếm chủ chậm rãi nói ra. Ngươi chứng kiến rất nhiều cự kiếm, mỗi một chui trong suốt cự kiếm, liền đại biểu kiếm bia lâm một cái kiếm đạo, đây do chúng ta thông thiên kiếm các viễn cổ tiên hiền đại năng, ngưng luyện kiếm đạo quy tắc mà thành, Bọn họ từ phía trên nói trong, ngưng luyện ra đến kiếm chi quy tắc, hóa thành thực thể cự kiếm, diễn hóa tại đây kiếm bia lâm trong, cung cấp chúng ta thông thiên kiếm các kiếm đạo các đệ tử cảm ngộ, tu luyện. Nói cách khác, chúng ta trước mắt mỗi một chui cự kiếm đều là một loại kiếm đạo quy tắc, là do chúng ta thông thiên kiếm các cường giả cấp cao nhất ngưng luyện, trăm triệu năm đến, chỉ cần chúng ta thông thiên kiếm các có mới tiền bối cảm ngộ kiếm mới chi đạo sẽ ngưng luyện tại kiếm bia lâm trong vô số năm qua đi qua trăm triệu năm truyền thừa này kiếm bia lâm trong kiếm đạo cự kiếm lại đã qua có vô số nghe vậy tần trần ba người ào ào lay động là kiếm đại đạo ngưng luyện thành thực chất cự kiếm lấy cung cấp thông thiên kiếm các đệ tử lĩnh hội đây bực nào thủ đoạn thí dụ tần trần bây giờ đang ở vận mệnh chi đạo vĩnh hằng kiếm đạo các loại quy tắc trên đã tu luyện tới cùng thiên đạo hòa hợp thành tựu hậu kỳ thánh chủ tình trạng thế nhưng muốn cho tần trần là chính mình nắm giữ vận mệnh chi đạo vĩnh hằng kiếm đạo trực tiếp từ vô tận thiên đạo trong đề luyện ra ngưng kết thành thực thể cung cấp hậu nhân tham khảo hắn nhưng căn bản không làm được càng không cần phải nói là loại này đại đạo trăm triệu năm thời gian này có thể làm được điểm này chẳng lẽ đều là tôn giả cao thủ như vậy tại thời đại viễn cổ thông thiên kiếm các lại sinh ra bao nhiêu tôn giả dường như biết tần trần nghi hoặc vĩnh hằng kiếm chủ nói muốn ngưng luyện ra này thực thể kiếm đại đạo mặc dù là một dạng nhân tôn cũng không khả năng phải là tôn giả trên địa tôn nhân vật mới có nhất định khả năng nhưng là chưa chắc một cái địa tôn có lẽ chỉ có thể nắm giữ một loại cấp cao nhất kiếm đạo chỉ có thể ngưng luyện ra đến một thanh hai thanh đại đạo cự kiếm thôi nếu là thiên tôn liền dễ dàng rất nhiều, có một ít thiên tôn, thậm chí có thể ngưng luyện ra mười. Đạo cự kiếm Nhân tôn Địa tôn Tần trần cao mày Tôn giả, chỉ là một cơ sở xưng hô thôi, chỉ cần siêu việt thiên đạo, đó chính là tôn giả, nhưng tôn giả cũng chia cảnh giới, theo thứ tự là nhân tôn, địa tôn cùng thiên tôn, mà thiên tôn trên, còn lại là trí tôn, đó là chân chính địch thiên nhân vật, bất quá tại thời đại viễn cổ thiên tôn cũng đã là một phương đại giáo lãnh tụ ở đây kiếm bia lâm là ta thông thiên kiếm các từ sinh ra ngày lên vô số năm qua rất nhiều cường giả bố trí xuống sở dĩ các ngươi thấy rất nhiều cự kiếm cũng không phải là một ngày tạo thành mà là do ta thông thiên kiếm các đời đời kiếp kiếp cao thủ ngưng luyện ra đến tâm huyết vĩnh hằng kiếm chủ vừa nói trung động trong lòng đây mới là bọn họ thông thiên kiếm các căn cơ sở tại mỗi một chui cự kiếm, đều đại diện dung nhập thiên đạo kiếm chi quy tắc, nói cách khác, bất kỳ cái gì kiếm khách, chỉ cần lĩnh ngộ thấu ở đây bất luận cái gì một thanh cự kiếm thực thể, thì có khả năng thành tựu đỉnh phong thánh chủ. Mà rất nhiều đỉnh phong thánh chủ trong, tự nhiên có thể đản sinh ra tôn giả. Thời đại viễn cổ, thông thiên kiếm các có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng ra thánh chủ cao thủ, chính là bởi vì này kiếm bia lâm. Có thể lúc này, này kiếm bia lâm dĩ nhiên cũng như vậy hiện ra ở đây bất kỳ người nào đều có thể cảm ngộ để cho vĩnh hằng kiếm chủ nghi hoặc kiếm bia lâm cùng kiếm tâm lưu quan đại trận tuy là cùng tồn tại thông thiên kiếm các truyền thừa trong thánh địa thế nhưng hai cái cũng không tương y hôm nay lại đồng thời xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ là ta thông thiên kiếm các viễn cổ tiền bối cố tình làm vĩnh hằng kiếm chủ thì thào lại đang làm gì vậy mặc dù là thông thiên kiếm các hủy diệt, cần tìm kiếm truyền nhân, nhưng chẳng lẽ không cần muốn thật tốt khảo hạch kiểm tra, tìm kiếm chân chính kiếm khách sao? Đại đạo Vĩnh Hằng, Nhân Tôn, Địa Tôn, Thiên Tôn, Địa Tôn Cao Thủ, liền có khả năng ngưng tụ ra đại đạo thực thể, nói như vậy, trước ta tại kiếm trũng chỗ bên ngoài nhìn thấy nửa đoạn kiếm gãy, trăm triệu năm đều y nguyên tỏa ra kinh khủng kiếm ý, năm đó một thanh này kiếm gãy chủ nhân, có lẽ chính là một cái địa tôn cao thủ. Tần Trần yên lặng suy nghĩ, là đại đạo hóa thành thực chất, vĩnh thế trường tồn, đây cũng là bực nào thủ đoạn. Đồng thời, Tần Trần cũng nhớ tới lúc trước Lan Bạc Thiên công tác của Thánh Tháp, của Thánh Tháp Khí Linh đã nói qua, Thiên công tác người sáng lập, của Thánh Tháp chủ nhân, chính là một cái thiên tôn cường giả, khó trách thiên công tác sẽ đáng sợ như thế. Mà trong truyền thuyết tu phục thiên giới, dẫn dắt thiên công tác người sáng lập tiêu diêu chí tôn, lại có bao nhiêu mạnh. Tần Trần trong lòng hiện ra đến vô tận hào hùng. Hắn hiện tại liền tôn giả đều không phải là, thế nhưng theo hắn từng bước nỗ lực, dĩ nhiên mơ hồ muốn chạm tới thế giới này cuối cùng lực lượng. Ngũ đại yêu chủ. Tại Tần Trần ba người lay động lúc, đột nhiên, u thiên tuyết khẽ hô, hấp dẫn Tần Trần ánh mắt, Tần Trần liền thấy, xa xa kiếm bia lâm trong Ngũ đại yêu chủ cư nhiên liền ở chỗ này, bọn họ mỗi một người đều tại từng chui cự kiếm trước, trong cảm ngộ lực lượng, dường như tính toán lấy được kiếm truyền thừa. Tuy là bọn họ không phải kiếm khách, nhưng kiếm chi lực lượng là chung, thí dụ Vĩnh Hằng kiếm ý, đây không chỉ là một loại kiếm ý, một loại kiếm chi quy tắc, đồng thời cũng là một loại Vĩnh Hằng ý cảnh cùng quy tắc, trăm sông đổ về một biển. Nếu là có thể cảm ngộ thành công trong lực lượng có lẽ tại vĩnh hằng ý cảnh trên cũng sẽ có một ít đề thăng cùng biến hóa bởi vậy này kiếm đi lâm có thể ban trợ không chỉ là kiếm khách mà là bất luận cái gì thân dung thiên đạo cảm ngộ thiên đạo quy tắc cao thủ ngoại trừ ngũ đại yêu chủ ở ngoài dường như còn có khác thế lực người tần trần ngưng thần nhìn lại còn chứng kiến một ít hắn trên cổ lộ người với lại có vài người đang ngồi ở cự kiếm ngay phía trước tự hồ tại xem ngộ cự kiếm lực lượng. Nhìn lại chúng ta ở phía trước làm lỡ không ít thời gian, phía sau kim sắc cổ lộ khả năng cũng lục tục được mở mang. Thanh khâu tử y mở miệng nói tiếng, trong lòng mọi người âm thầm gật đầu, bọn họ ở phía trước hai đạo cửa khẩu trong chiến đấu xác định ngốc quá lâu, lúc đầu nếu là dựa vào tầng trần ba người thực lực, bọn họ có thể một đường giết tới, đi qua cầu cùng kiếm tâm lưu quan sát trận, có thể tiết kiệm quá nhiều thời gian, nhưng làm lịch lãm bọn họ làm lỡ không ít thời gian những thứ này cự kiếm là xem ngộ kiếm ý sẽ không có sức mạnh công kích cho các ngươi mang đến thương tổn các ngươi có thể thử cảm ngộ lúc này càng không tạo hóa ngọc điệp trong vĩnh hằng kiếm chủ nói ra hắn mặc dù rất muốn để cho tần trần bọn họ tiếp tục tiến lên nhưng biết đây là một cái thật tốt cơ hội với lại ở đây xuất hiện kiếm bia lâm dễ nhận thấy cũng là bọn hắn thông thiên kiếm các tổ tiên ý nguyện tĩnh hằng kiếm chủ tự nhiên không muốn vi phạm hắn cũng muốn biết chính mình tổ tiên như vậy bố trí xem vì cái gì tần trần cũng nghi hoặc đối phương xem chẳng lẽ là muốn cho thiên giới xuất hiện nhiều hơn kiếm đạo cao thủ để cho mỗi người đều nắm giữ kiếm đạo làm thiên giới đại chiến ra sức có thể nếu là như vậy vì cái gì kiếm chủng trăm triệu năm đến cơ hồ rất khó mở bằng không nơi đây là thông thiên kiếm các nơi truyền thừa, đã sớm hẳn là truyền ra ngoài, mà cũng không phải là chỉ là một tấm địa nói đến, liền gia các thế gia đều không biết sâu. Bất quá, trong lòng tuy là nghi hoặc, nhưng Tần Trần vẫn là không chút do dự, cất bước về phía trước, cùng U Thiên Tuyết hướng đi từng chui cự kiếm. Tần Trần đi ra phía trước, đi tới một thanh cổ xưa cự kiếm trước, một thanh này cự kiếm, hết sức cổ xưa, Phía trên quang mang cũng không phải như thế nào rực rỡ, lại cho tần trần một loại thâm trầm cảm giác, để cho tần trần càng phát giác bất phàm, sở dĩ tần trần mới có thể đầu tiên tuyển chọn nó. Tần trần bàn tay chạm tới cự kiếm ở trên đột nhiên một cổ kinh khủng ý chí xuyên thấu tới, nhưng mà này ý chí nhưng không có cái loại này châm chích công kích tính, nhưng y nguyên có rất mạnh lực xuyên thấu số lượng. ầm uhm. Một loại hùng dũng thiên đạo bất hữu ý cảnh, thẳng quán tầng trần đầu. Bất hủ Vạn vật bất hủ Kiếm đạo bất hủ Này cự kiếm trong ẩn chứa dĩ nhiên là bất hủ kiếm đạo quy tắc. Bất hủ, bất hủ lực lượng Lúc này, tầng trần con ngươi hơi thu hẹp, một cổ bất hủ ý chí xuyên thấu ra, giống như đại dương liên tục cuồn cuộn tiến vào tầng trần trong thân thể. Cái loại này bất hủ ý cảnh điên cùng oanh nhiễu, rất tầng trần thân thể, làm cho Tần Trần cả người bao phủ bất hủ ý cảnh, thổ nạp không ngớt, phản phất hắn cũng hóa thành một cái viễn cổ kiếm đạo, vĩnh viễn lưu truyền. Lợi hại, này bất hủ ý cảnh, đúng là cường hãn. Bất hủ ý cảnh, như tên, trường tồn bất hủ, cùng vĩnh hằng ý cảnh tuy khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau, thuộc về đáng sợ nhất kiếm đạo ý cảnh một trong, bình thường võ giả cực khó cảm ngộ ra, Giờ khắc này ở này trong Suốt Cự Kiếm trong lại ẩn chứa Bất Hủ kiếm ý, tự nhiên làm Tần Trần kinh hỉ, kinh ngạc. Tần Trần hắn vốn là am hiểu vĩnh hằng lực lượng, tại Bất Hủ ý cảnh ở trên tự nhiên cũng có một chút lĩnh ngộ, cũng là nắm giữ một ít bất hủ quy tắc, thế nhưng muốn đạt đến dung hợp thiên đạo tình trạng, vẫn còn không kém ít, cần khổ luyện đã lâu. Nhưng hôm nay, này một cổ bất hủ kiếm ý quy tắc trực tiếp hóa thành trong suốt cự kiếm trực tiếp banh kích tới, lại có thể để cho tầng trần giảm mạnh cảm ngộ thời gian. Mạnh mẽ bất hủ lực lượng liên tục tại tầng trần cả người tàn sát bừa bãi, hắn bất hủ ý chí tại tăng cường đồng thời, thật ngay càng sâu hắn đối bất hủ lực lượng lĩnh ngộ, một tia sơ bộ bất hủ kiếm ý, bắt đầu ở quanh người hắn banh nhiễu. Này cổ bất hủ ý chí thật mạnh, có thể là thiên đạo lực lượng hóa thành thực chất, vĩnh thế trường tồn, bên này là địa tôn ở trên cao thủ năng lực sao tần trần thầm nghĩ trong lòng nếu là năm đó ma tộc sai phái ra cao thủ ma tộc là địa tôn trở lên có lẽ hắn liền không dễ dàng trốn thoát như vậy thậm chí hắn liền hư hải đều chưa chắc có thể đến liền đã chết tại trong tay đối phương đi chỉ là đối phương phái ra ma thi lão tổ hẳn là chỉ là như chư cát như long đám người ung ung kèm theo tần trần đối bất hủ kiếm ý lĩnh ngộ càng ngày càng sâu tầng trần quanh thân oanh nhiễu bất hủ quy tắc cũng càng ngày càng đáng sợ cái này không một nát cự kiếm trong toát ra đáng sợ bất hủ chi khí bạo dũng ra thông thiên triệt địa thậm chí hấp dẫn đến người khác chú ý bởi vì này quy tắc chi lực quá mức đáng sợ lại nghiền ép tất cả vô tận bất hủ kiếm ý bắt đầu rót vào tầng trần trong cơ thể cải biến hắn thân thể ầm uhm một cổ kinh khủng bất hủ kiếm ý điên cuồng nở rộ ra, tần trần chỉ cảm giác mình thân thể đều có thể bất hủ, hắn đối bất hủ lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu, rốt cục, bất hủ chi quan quán trú quanh thân, không bao giờ tiêu tán, chỉ cần hắn một cái ý niệm, phản phất có thể vĩnh viễn tồn tại ở. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, lấy tần trần thực lực bây giờ, căn bản là không có cách làm mình lực lượng trường tồn hư không. Vù vù nhất đạo kích động tiếng truyền lại tới, trước mắt trong suốt cự kiếm, nhanh chóng ảm đạm xuống, trong suốt cự kiếm lực lượng, càng trở nên cổ xưa xám trắng, mất đi trước thâm thúy, đáng sợ. Hừng, đây. Tần trần cao mày, hắn cảm giác trước mắt trong suốt cự kiếm trong bất hủ kiếm ý, lại tiêu tán theo, biến mất hết sạch. Đây kiếm bia lâm đặc tính, bởi vì để cho một người lĩnh ngộ dung nhập thiên đạo cấp bậc kiếm ý, cần tiêu hao quy tắc cự kiếm trong toàn bộ lực lượng, bởi vậy một khi có người lĩnh ngộ này cự kiếm trong lực lượng, cự kiếm liền sẽ bởi vì hao hết lực lượng mà ảm đạm xuống, nhưng cùng lúc đó, này kiếm bia lâm ở dưới đại trận, sẽ thu nhận thiên đạo lực, bổ sung trong tiêu tán quy tắc lực lượng, ước chừng cần vạn năm thời gian, mới có thể lại lần nữa nở rộ thần quang. Vĩnh Hằng kiếm chủ lần thứ hai nói ra. Thì ra là thế. Tần Trần bừng tỉnh, Hắn đây càng thêm dễ chịu một điểm, bằng không trước đó trong suốt cự kiếm nếu là liên tục liên tục có thể thi triển ra kiếm ý quy tắc, ngược lại làm hắn cảm thấy chưa đủ chân thật. Nhưng như vậy, này kiếm bia lâm trong kiếm ý quy tắc thật cũng không phải vô hạn, ít nhất. Tại vạn năm bên trong, chỉ có thể được cảm ngộ một lần, một khi hắn lĩnh ngộ, như vậy người khác liền không cách nào lĩnh ngộ, đồng lý, người khác lĩnh ngộ, hắn liền không cách nào nữa lĩnh ngộ. Điều này làm cho Tần Trần trong lòng dũng động ra cấp thiết chi tâm. Vù vù Lúc này, Tần Trần quanh thân xoay quanh bất hữu ý cảnh, Tần Trần nhanh chóng thu lại, là này bất hữu ý cảnh thu liễm, miễn cho dẫn tới thiên nộ. Triệt để lĩnh ngộ ra nhất đạo quy tắc. Không ít người đưa mắt hướng Tần Trần trong lại, người này, nhanh như vậy lại đột phá nhất hệ kiếm đạo phép tắc lực lượng, này cảm ngộ khó tránh quá nhanh đi một loại phép tắc đột phá đương nhiên không có dễ dàng như vậy. nếu là thuần túy bất hữu ý cảnh, tầng trần tuyệt đối không thể thời gian ngắn như vậy trong lĩnh ngộ. nhưng này quy tắc cự kiếm trong là bất hữu kiếm ý quy tắc, cùng thiên địa thuần túy bất hữu quy tắc vẫn có một ít phân biệt. lại thêm tầng trần vốn là đỉnh cấp kiếm khách, nắm giữ vĩnh hằng kiếm ý, có vô danh kiếm điển, lĩnh ngộ bất hữu kiếm ý lại phản phất là nước chảy thành sông chuyện. đây thuộc về hắn thiên phú. Bởi vậy tại quan ngộ quy tắc cự kiếm ý chí xuyên thấu lúc, thụ đến bất hủ lực lượng quán thể, Tần Trần có thể rành mạch thành tựu bất hủ kiếm ý lực lượng. Tần Trần quan ngộ bất hủ lực lượng sau, thân hình như gió, không ngừng tìm kiếm khác quy tắc cự kiếm cảm ngộ, rất nhanh, Tần Trần liền lại cảm ngộ ba loại kiếm đạo quy tắc, theo thứ tự là bất diệt kiếm ý, vạn cổ kiếm ý cùng hỏa diễm kiếm ý. Các loại kiếm ý lực lượng, tại Tần Trần quanh thân dũng động, làm cho trên người hắn phóng thích ngập trời kiếm khí, cuồn cuộn gầm thét. Mà đổi thành một bên, U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y cũng ở đây cảm ngộ, mỗi người đều tìm kiếm phù hợp chính mình quy tắc cự kiếm, cá nhân cơ duyên, Tần Trần cũng sẽ không can dự. Hả? Đột nhiên, Tần Trần lần thứ hai dừng lại, lúc này hắn chạy tới kiếm bia lâm một bên kia, được cách đó không xa một thanh quy tắc cự kiếm hấp dẫn, bên trên cự kiếm, tỏa ra từng đạo âm lãnh lực, như vật chết, cho người ta một cổ tử vong ảo giác, phản phất không theo nửa điểm sinh khí tức. Chẳng lẽ, tần trần cất bước tiến lên, chống đỡ lên này quy tắc cự kiếm, tức khắc một cổ đáng sợ khí tức tử vong dũng động tới, chỉ một thoáng, tần trần sinh cơ bên trong cơ thể, muốn như bị đóng kết, phản phất mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Là tử vong kiếm ý. Tần trần hoảng sợ, này dĩ nhiên là tử vong kiếm ý, khó trách có thể hấp dẫn lấy hắn. Ta tử vong quy tắc, đã gặp phải đến một ít bình cảnh, có lẽ, thông qua cảm ngộ này tử vong kiếm ý, có thể có được một ít gợi ý. Tần trần nỉ non, ánh mắt dũng động quan mang, tần trần tại tử vong hạp cốc, dĩ nhiên lĩnh ngộ được đầy đủ tử vong quy tắc, thế nhưng, khoảng cách thân dung thiên đạo, nhưng vẫn có một vài khoảng cách, nếu là có thể nhờ vào đó để cho tử vong quy tắc cũng bước vào đến thân dung trời đạo cảnh giới, nhất định có thể để cho tần trần thực lực, lần thứ hai có chút đề thăng. Bàn tay hắn để tại đây tử vong quy tắc cự kiếm ở trên tức khắc, đáng sợ khí tức tử vong bao phủ tới, bao phủ tần trần. Tử vong Lúc này, tần trần tại cảm ngộ quy tắc bên trên cự kiếm, trên thân dũng động đáng sợ tử vong quy tắc, tại tần trần bên cạnh, một đạo thân ảnh cảm thụ được tầng trần cảm ngộ quy tắc chi lực, con ngươi hơi thu hẹp, trong con ngươi hiện lên nhất đạo tử vong mang, nhìn quét tầng trần một cái. Cước bộ đạp một cái, trên người hắn dũng động từng đạo đen kịt tử vong phép tắc, này cổ phép tắc hóa thành đáng sợ tử vong chi nhận, nhắm ngay tầng trần chém giết điên cuồng tới, bao phủ ở tầng trần. Tầng trần vốn là tại cảm ngộ tử vong, hắn lại lấy cái chết chi nhận tập kích, Tần Trần chỉ cảm thấy phản phất thật muốn gần kề tử vong vậy, thân thể được đáng sợ khí tức tử vong xuyên thủng, điều này làm cho Tần Trần thân thể hơi bị cứng đờ, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tiêu tán, phản phất triệt để trở thành một tôn tử vong. Đây cũng là tử vong quy tắc sao? Tại đây một loại trong cảnh giới, Tần Trần trong đầu trước đó chưa từng có không linh, trước, hắn liên tục cảm ngộ này tử vong kiếm ý, nhưng Thủy chung có nhất tầng khoảng cách, nhưng lúc này, tại đây tử vong chi khí dưới sự kích thích hắn triệt để lĩnh ngộ tử vong ầm ầm trên thân dũng động một cổ đáng sợ ánh sáng tử vong quy tắc cự kiếm trong đáng sợ tử vong kiếm ý điên cuồng dũng mảnh tràn vào đến tầng trần trong cơ thể làm cho trên người hắn tử vong chi khí tận trời hử này một màn kinh người tự nhiên đưa tới vô số người ngưng mắt nhìn hơi bị hoảng sợ đáng sợ như thế khí tức tử vong đó là cái gì kiếm ý Tuy là đều là thiên đạo kiếm ý quy tắc, nhưng thuộc tính khác nhau giữa kiếm ý, tự nhiên sẽ có phân biệt, tử vong kiếm ý, chính là rất nhiều trong kiếm ý cực kỳ đáng sợ một loại, lại mỗi người cũng sẽ đối mặt tử vong, đặc biệt ở đây rất nhiều đỉnh cấp cao thủ, lan bạc thiên giới, đi tới mức độ này, cái nào không có ở sống chết trước mắt gần như qua, tự nhiên sẽ được tầng trần trên thân tử vong kiếm ý chỗ dẫn. Lại là này tiểu tử mà khi bọn họ thấy là tầng trần sau, ánh mắt đều là ngưng lại, chính là ngũ đại yêu tông yêu chủ, cũng đều hít một hơi lãnh khí, bởi vì, cho dù sớm nhất tới chỗ này bọn họ, cũng nhiều nhất chỉ là cảm ngộ nhất đạo quy tắc cự kiếm mà thôi, có thể tầng trần, đã mấy lần cảm ngộ quy tắc cự kiếm, đồng thời mỗi nhất đạo quy tắc cự kiếm khí tức, đều cực đáng sợ. Vậy đối với lấy tầng trần người xuất thủ thấy tầng trần trên thân bạo dũng ra đáng sợ tử vong quy tắc, ánh mắt bột phát xâm hàn, hắn chỉ là muốn ngăn cản Tần Trần cảm ngộ này tử vong kiếm ý quy tắc mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ đến giúp Tần Trần, lại tăng nhanh Tần Trần đối kiếm ý cảm ngộ. Giết! Hắn quát chói tai, trong ánh mắt khí tức tử vong càng sâu, đôi mắt chỗ sâu có vô tận hắc quan lưu chuyển, như là tử thần đến một dạng, một thanh liêm đao hình hư ảnh xuất hiện ở trên hư không, nhắm ngay Tần Trần hung hãn chém giết xuống. Ở ngay tại tử vong liêm đao sắp chém trúng Tần Trần trong nháy mắt, Tần Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, theo tử vong quy tắc trong cảm ngộ đi ra ngoài, lập tức liền thấy hướng chính mình chém xuống tử vong liêm đao, chui này tử vong liêm đao mang theo sâm hàng sát cơ, một khi chém trúng người khác, có thể trong khoảnh khắc cướp đi tính mạng. Tần Trần trong con ngươi đồng dạng hiện lên vẻ lạnh như băng tử vong sát ý, thẳng ngẩng đầu, mạnh mẽ chính là nhất đạo tử vong chi lợi kiếm chém giết ra này kiếm đánh vào tử vong liêm đao trên, lập tức bạo dùng ra nghịch thiên tử vong chi lực, lại ngưng luyện ra như thực chất tử vong trật tự tới. ầm, uhm. Này tử vong liêm đao trong nháy mắt nổ tung, đáng sợ kiếm khí tận trời, ra tay với tầng trần người, mặt hơi biến sắc, tại cổ lực lượng này phía dưới, nhanh chóng lui lại hai bước, khí sắc trắng bệt, trong cơ thể khí huyết dũng động, toát ra nồng đậm thất vọng cùng sát cơ. Bởi vì hắn đã thấy, tần trần phía trước tử vong quy tắc cự kiếm dĩ nhiên mất đi lộng lẫy cùng khí tức dễ nhận thấy tần trần đã trong lòng bàn tay kiếm ý lực lượng không cách nào nữa được người khác cảm ngộ Hừ, tử thần tróc hắn nói ra ánh mắt hung hãn từng đạo tử vong trật tự chi quan theo trong cơ thể hắn lan tràn ra hóa thành hôi vụ oanh nhiễu này nhất phương hư không như là trở thành tử thần không gian muốn đem tần trần trong cơ thể tử vong lực lượng cho cướp đoạt tự tìm cái chết. Tần trần trong mắt phong mang lộ rõ, trong cơ thể đáng sợ kiếm ý kích động ra, hóa thành vô hình kiếm qua ngưng kết tại trong hư không, nhất đạo tử vong kiếm ý ngưng kết, này tử vong kiếm ý, toàn thân đen kịt, tản mát ra khí tức tử vong so với đối phương nồng nặc rất nhiều, cũng tại trong, tần trần dung nhập một chút khởi nguyên lực. Có thể đi tới ở đây, đều là đỉnh phong thánh chủ cao thủ cấp bậc, cái nào không phải tại một quy tắc trên đạt đến thân dung thiên đạo tình trạng, chỉ dựa vào tử vong kiếm ý, chưa chắc có thể có hiệu quả, nhưng dung nhập khởi nguyên thần thông sau, này tử vong kiếm ý tức khắc như là phát sinh lột xác. Tử vong sau, là khởi nguyên. Một loại minh minh ý cảnh oanh nhiễu, phản phất dò xét đến vũ trụ căn nguyên, thấy thiên địa chân lý. Giết! Tần trần cất bước ra, sát khí lẫm liệt, Tuy là có thể tới chỗ này đều là các đại thế lực đỉnh cấp cao thủ, có thể đối mặt ở đây rất nhiều cao thủ, chỉ cần không phải Tôn Giả, hắn lại e ngại qua ai, mặc dù là nửa bước Tôn Giả, hắn đều dám theo đánh không lầm. Ầm ầm. Tức khắc, đáng sợ Tử Vong kiếm khí rút xuống tới, trong hư không có kinh khủng gào thét chi thanh, Tử Vong trực tự thần liên hoành không, giống như tử thần câu hồn lao cuồng cuộn tử vong lực lượng đánh vào tử thần tách trật tự hôi vụ trên. Phốt Như liệt nhật hòa tan tuyết động, tần trần bạo chém ra tử vong kiếm khí trực tiếp xé rách đối phương hôi vụ, chém về phía hắn khuôn mặt. Đối phương khí sắc tức khắc khẽ biến, tần trần vừa mới ngưng luyện ra tử vong kiếm ý, hơn nữa xem ra chỉ là hậu kỳ võ giả cảnh giới, sức chiến đấu sao có uy lực như vậy. Cần biết, hắn cũng nắm giữ tử vong quy tắc, là lĩnh ngộ tử vong quy tắc nhập đạo, tự phong tử vong đại đế, tại nam thiên giới có uy danh hiển hách, bằng không không có bởi vì này tử vong quy tắc cự kiếm mà động thủ. Ánh mắt của hắn kinh ngạc, miệng há mở, chỉ thấy trong miệng hắn đột nhiên khạc ra nhất đạo ánh sáng tử vong, hướng tần trần đánh tới, đồng thời đáng sợ ý chí xuyên thấu ra, công kích tần trần đầu. Đây là hắn rèn luyện vô tận tử vong quy tắc sau, ngưng luyện ra đến nhất đạo ánh sáng tử vong có thể hủy diệt linh hồn cùng cấp bậc không ai có thể ngăn cản có thể tần trần không sợ ánh mắt băng lãnh cất bước về phía trước trong đầu thiên hồn cấm thuật vận chuyển linh hồn hải hóa thành cuồng cuộn nộ dương kích động sôi trào là ánh sáng tử vong ngăn cản cùng thời không ở giữa quy tắc lóe lên tần trần một bước đi tới đối phương phụ cận trong cơ thể bạo dũng ra vô tận tử vong kiếm khí tới Uhm. Rất nhiều tử vong kiếm khí, trong khoảnh khắc toàn xạ tại trên người người này, tại hắn kinh sợ cùng khó có thể tin trong ánh mắt, là tại chỗ xuyên thấu, trực tiếp chém giết thành khối vụn, rơi hư không, liền linh hồn cũng trực tiếp diệt sát tại kiếm khí trong, hồn phi phách tán. Này một cái đối tầng trần trần đánh lén cao thủ, chết. Tử vong đại đế. Người này tử vong chớp mắt, mấy đạo kinh hô tiếng đồng thời truyền ra lập tức lần lượt từng bóng người cuồn cuộn tới, trong khoảnh khắc là tầng trần vây quanh ở trong, ánh mắt nhìn chầm chầm rơi đầy đất xác chết, sắc mặt khó coi. Ngươi có biết này tử vong đại đế chính là chúng ta người? Một người con ngươi lạnh lẽo, nhìn chầm chầm tần trần nói ra. Vậy thì thế nào? Tần trần thấy trước mắt một đám người, mờ nhạt mở miệng nói, nhóm người này đều là đỉnh cấp cao thủ, nhưng khí tức khác nhau, dễ nhận thấy đến từ bất đồng thế lực, tựa như thiên nguyên phái cùng huyết ảnh giáo một dạng, xem như là cấu thành đoàn đội, dù sao kiếm bộ này trong nguy hiểm trọng trọng, đơn độc đỉnh phong thánh chủ, cũng không dám tùy tiện xông vào. Vậy ngươi còn dám can đảm động thủ? Hắn tự tìm cái chết, chẳng lẽ không đáng chết? Tần trần ánh mắt lạnh lùng. Lúc này U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y cũng cảm giác được nơi đây ba động, ào ào lướt động tới, vây quanh mấy người này, khí tức cuồng cuộn thả ra. Một màn này làm cho mấy người kia sắc mặt băng lạnh, bọn họ mắt lạnh nhìn Tần Trần ba người một cái, trong ánh mắt lóe lên ưng chí cùng thù hận sát khí. Thế nhưng, bọn họ vẫn chưa tùy tiện xuất thủ, mà là ánh mắt lóe lên, hiển nhiên là hai bên giao lưu, cũng hiểu được Tần Trần một ít tin tức. Tần Trần trước cùng Thiên Nguyên phái người dằn co, nhìn thấy cao thủ không ít, tự nhiên có giải khai đây hết thảy. Hừ, các hạ chắc là này thiên đảng sơn mạch trong cao thủ chứ. Thật sự là cuồng vọng, mối thù hôm nay ghi nhớ, ngày sau tính lại. Trong một người băng lãnh mở miệng nói, lập tức lại muốn rời khỏi. Đi đâu? Tần trần trong miệng khạc ra nhất đạo lạnh âm, mới vừa rồi còn cùng nhau bao vây tiểu trừ đi lên, lúc này liền muốn tán. Người cầm đầu đen kịch lãnh mang nhìn chầm chầm tần trần, lạnh lùng nói ra, ngươi muốn làm cái gì? tần trần nhìn đối phương con ngươi thần sắc dần dần băng lạnh cười lạnh nói nếu ở chỗ này cũng đừng nghĩ lấy ra ngoài lại chuyện báo cừu đều ở lại bên trong đi đối phương hiển nhiên là nam thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực hoặc giả ẩn thế tông môn cao thủ những người này tu vi đều bất phàm chỉ bất quá ở chỗ này kiên kỵ chính mình ba người sở dĩ tạm thời thối lui thôi tần trần hắn có thể đủ tưởng tượng ra được một khi đi ra ngoài những người này nhất định sẽ tìm hắn tính sổ, mặc dù không năng lực tìm tới hắn, cũng sẽ trong bí mật cấu kết thiên nguyên phái nhóm thế lực, tìm tới cổ đạo tông bọn họ, đã như vậy, sao lại không trảm thảo? Trừ căng Nếu là đối phương không có hiện ra tới sát ý còn tốt, như là đã động sát ý, tần trần cũng sẽ không nhân từ. Dết Nhất đạo lạnh âm theo tần trần trong miệng khạc ra, Tức khắc U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y hai người đồng thời động thủ, không có nửa điểm lưu tình. Tần Trần cước bộ trong giây lát hướng người cầm đầu bước ra, cái này nhân thân phía trên khí tức lưu chuyển, mang theo mơ hồ tôn giả khí tức, là trong mấy người mạnh nhất một cái, chính là tiếp cận nửa bước tôn giả cao thủ, bởi vậy Tần Trần vừa lên đến, chính là lấy lực lượng cường đại trực tiếp đánh giết. Nhất đạo bất hủ kiếm ý nổi giận chém ra, uy lực vô tận, sắc nhọn thông thiên kiếm quan phản phất vắt ngang ở trong thiên địa, lộ ra bất hữu ý cảnh. Người nọ hừ lạnh một tiếng, cước bộ đi phía trước hung hăng dẫm lên, tức khắc mặt đất xuất hiện đáng sợ quan mạc, phản phất có nhất đạo cổ ấn khắc vào dưới chân hắn, lập tức bột phát ra kinh khủng hào quang màu vàng đất. Giết! Ánh mắt người nọ đều hóa thành thổ hoàng sắc, quanh thân oanh nhiễu từng đạo cổ xưa cổ ấn phù văn, xuyên thấu tầng trần ý chí, làm cho tầng trần con ngươi hơi thu hẹp xuống. Hàng vạn hàng nghìn thổ hoàng sắc phù ấn hướng tầng trần triển áp giết tới, chỉ thấy nhất thanh gào thét, chỉ thấy đối phương sau lưng hiện ra nhất đạo cổ xưa đại ấn, đại ấn thông thiên triệt địa, phản phất ngọc tỷ thiên hạ, mang theo hiệu lệnh thiên hạ hoàng tộc uy năng, vô cùng sung mãn khí bá đạo, như là chân thật tồn tại vậy, phản phất áp xuống, lại có thể đóng đô giang sơn. Là cổ ấn tông cao thủ còn có thành hoàng thế gia người tử vong đại đế đây cũng là nam thiên giới cổ tông liên minh không ít người ngẩng đầu nhìn đến thầm lộ kinh hãi tại kiếm trũng huyệt mộ bực này nguy hiểm nơi tất cả mọi người không dám tùy tiện xuất thủ bởi vì không biết bên trong tình huống cụ thể huống chi nơi đây quy tắc cự kiếm rất nhiều lại cũng không phải là cướp đoạt cái gì đỉnh cấp bảo vật bởi vậy người bình thường giữa cực ít sẽ có mâu thuẫn nhưng hôm nay tần trần đám người bá đạo vô cùng một lời không hợp liền lớn đánh nhau chẳng lẽ không sợ quấy nhiễu kiếm mộ này chỗ trong truyền thừa sao nếu là như kiếm mộ kia bên ngoài kim sắc trên cổ lộ trực tiếp được chém giết ở đây đó mới kêu oan uổng bọn họ không biết tần trần càng không tạo hóa ngọc điệp trong có vĩnh hằng kiếm chủ tiền bối tại biết được ở đây một ít tình huống tự nhiên không sợ bị này kiếm bia lâm nhầm vào ầm um, trong thiên địa, cuồn cuộn cổ ấn tập sát tới, phản phất có thể trấn áp thiên địa tất cả, đồng thời mang theo hùng dũng cổ lực số lượng, xuyên thấu tầng trần đầu, muốn mạt sát tầng trần linh hồn. Mà trên tay đối phương công kích vẫn chưa chấm dứt, từng đạo cổ xưa phù ấn từ trong bàn tay hắn hiện lên, hóa thành hùng dũng trưởng ảnh, hướng tầng trần tập sát tới, ẩn chứa uy lực đáng sợ. Hừ, kiếm ý trùng thiên. Tần trần gầm lên nhất thanh, trên thân thể đột nhiên dũng động vô tận kiếm ý. Bất hủ kiếm ý, tử vong kiếm ý, hỏa kiếm ý, bất diệt kiếm ý, vạn cổ kiếm ý, vĩnh hằng kiếm ý, lục đại đỉnh cấp kiếm ý đồng thời nổi lên, hóa thành thiên ti vạn lũ kiếm khí trường hồng, kiếm khí đại trận, là tầng trần thân thể bao phủ, làm cho cả người hắn phản phất tại trong rừng kiếm, kiên cố vô cùng, vạn vật không phá, thần niệm thủ hộ. Đáng sợ cổ ấn đánh giết tới, đụng vào rừng kiếm trên, rừng kiếm trung chuyển, nhưng mà thần niệm y nguyên củng cố, tầng trần cước bộ dẫm lên khắp nơi, từng đạo đáng sợ kiếm quang ở trong tay ngưng kết, hướng tứ phía lan ra ra, đồng thời vô tận kiếm quang tại lòng bàn tay hắn trong ngưng kết thành nhất đạo đen kịch giống như thực chất vậy kiếm quang. Tần trần chỉ nhất đạo vĩnh hằng kiếm ý liền đã thông thiên, lại thêm lục đại kiếm ý, ngưng kết thành cường đại nhất kiếm chiêu, cơ hồ là kiên cố vô cùng, đối phương mạnh mẽ phù ấn công kích bị hắn trực tiếp phá vỡ xuống. Thiên địa thần thông Tần trần quát lạnh một tiếng, tức khắc hư không quy tắc hiện ra, vô hình không gian quy tắc là đối phương thân thể bao phủ, đồng thời, tần trần thân thể hóa thành tàn ảnh, hướng phía trước trắng giết đi qua, tay cầm như thực chất đen kịp kiếm ý, lực lượng kinh khủng ẩn chứa đáng sợ tiếng gió hú tiếng sấm. Đối phương mặt hơi biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, Cổ ấn hóa thân hư huyễn xuyên thấu thiên địa lồng giam không gian ràng buộc hướng tầng trần giết đi qua đồng thời mang theo đáng sợ linh hồn trùng kích này cổ ấn lực lượng lực so với trước tử vong chi khí đều có thể đáng sợ phía trên nhiều là tiếp cận nửa bước tôn giả linh hồn trùng kích ầm uhm. tầng trần trong tay kiếm ý phá không giết ra đánh vào cổ ấn trên nhưng mà linh hồn trùng kích lần thứ hai như có như không thẩm thấu tới. Tần Trần thẳng thắng không quan tâm, trực tiếp nhất kiếm trực đảo đối phương đầu. Đột nhiên không gian lồng giam biến mất. Phúc Nhất Thanh Tần Trần trong tay đen kịp kiếm ý xuyên thấu tất cả, trực tiếp là cao thủ kia đầu cho xuyên tại hư không. Phúc đầu người kia lâu trực tiếp vỡ nát. Trước khi chết, con ngươi còn trừng tròn xoe, mà cơ hồ tại cùng một giây, cổ ấn công kích đánh vào Tần Trần linh hồn trên, làm cho Tần Trần thân thể hung hăng rung động xuống nửa bước tôn giả cổ ấn linh hồn trùng kích, xác định lợi hại. Ken nhất thanh, người nọ được chém giết, liền linh hồn đều bị vỡ nát, trong hư không một cái cổ xưa tiểu ấn rơi xuống, là hắn trong cơ thể nhất kiện pháp bảo, tần trần tâm trạng khẽ động, đem thu. Mà đổi thành một bên, dư ba vị cổ tông liên minh cao thủ, bất quá là đỉnh phong thánh chủ, bị u thiên tuyết cùng thanh khâu tử y, cũng trong nháy mắt chém giết, tiên huyết giàn dụa ông 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 kiếm bia lâm trong kiếm khí lưu chuyển những thứ này rơi trên mặt đất thi thể và tiên huyết đều là được kiếm khí tiêu diệt hóa thành hư vô trong khoảnh khắc cổ tông liên minh một đám cao thủ liền đã ngã xuống làm cho chung quanh không ít người đều hoảng sợ ánh mắt sợ hãi thần sắc sợ hãi ầm uhm. mà đúng lúc này cách đó không xa nhất đạo hư không môn lần thứ hai mở ra nhất đạo tản ra khí tức kinh khủng thân ảnh từ trong đi ra, sau lưng hắn còn đi theo mấy tôn cường giả, người đầu lĩnh, cả người oanh nhiễu vận mệnh chi quan, như là thần tiên. Người đầu lĩnh trong đồng tử có dòng sông vận mệnh lưu chuyển, trấn áp thiên địa. Đúng là chư cát như long. Lúc này ánh mắt của hắn, trong nháy mắt rơi vào tầng trần trên thân. Hả? Làm xong phương ánh mắt đụng vào nhau sau, tầng trần một lòng chợt một cái lộc bột, nắm giữ vận mệnh chi đạo tôn giả, gia các thế gia lão tổ chư các như long. Trần Thiếu gia U thiên tuyết cùng thanh khâu tử y cũng nhanh chóng tới gần, vẻ mặt nghiêm túc, chư các như long cả người nở rộ đáng sợ sát cơ, hùng dũng lực lượng dũng động, giống như một tôn thần chi, hắn đến, khí tức đáng sợ liền tận trời, tại đây kiếm bia lâm trong tràn ra đi, đủ để khiến cho mọi người đều biến sắc. Tôn giả lại có tôn giả tới chỗ này. Trên người người này oanh nhiễu mệnh vận chi lực, chẳng lẽ là gia các thế gia người? Gia các thế gia? Gia các lão tổ? Kiếm bia lâm trong, không ít người trước còn ngưng mắt nhìn tầng trần chiến đấu, lúc này ánh mắt tất cả đều bị hấp dẫn, lộ ra sợ hãi vẻ hoảng sợ. Một tên tôn giả, đủ để nghiền ép tất cả mọi người tại chỗ, liền ngũ đại yêu tông ngũ đại yêu chủ cũng đều ánh mắt thâm trầm gia các lão tổ chư các như long sư hổ yêu chủ trầm giọng nói ra cảm thụ được mãnh liệt kinh sợ hắn chính là nửa bước tôn cảnh cao thủ cho dù nhìn thấy tầng trần trước cường thế chém giết nhiều người như vậy đều sừng sững không động rất là đạm định nhưng hôm nay hắn ánh mắt ngưng trọng cũng toát ra kinh hãi không cách nào bảo trì đạm định tôn giả siêu việt thiên đạo cao thủ có thể nói thiên giới cao cấp nhất nhân vật lão tổ người này chính là cổ đạo tông cao thủ. Thiên nguyên phái vân tiêu tông chủ đám người tiến vào kiếm bia lâm, trong nháy mắt rơi vào tầng trần trên thân, kích động nói ra. Ha ha! Rõ là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Chư các như long trong ánh mắt dũng động vận mệnh chi quan, tại hắn thấy tầng trần trong nháy mắt, trong chỗ u minh cảm giác, liền đưa hắn biết được tầng trần chính là mình muốn tìm người. Đúng là, vận mệnh trong lực lượng, hay là đem tần trần mang tới trước mặt hắn. Lão tổ, để cho chúng ta đến thay ngươi bắt người này. Thiên nguyên phái vân tiêu tông chủ đám người dũng dược ra, nhìn chầm chầm tần trần, trong ánh mắt tỏa ra yếu ớt sắc bén, trước tại kim sắc cổ lộ ở ngoài, tần trần để cho bọn họ rất mất mặt, lúc này, có chư các như long ở đây, vân tiêu tông chủ dĩ nhiên không che giấu chút nào. Vạch Trần chính mình nghe theo gia các thế gia tin tức, hắn muốn bắt tần trần rửa sạch nhục nhã khuyết ảnh giáo quỷ bức tộc cực thần tông chủ cũng đều ào ào lộ ra vẻ dữ tợn bao quanh hướng tần trần ba người trần u thiên tuyết cùng thanh khâu tử y ánh mắt rất là lạnh lùng trong lòng dũng động lên hoảng sợ ý hai người các ngươi theo sát ta tần trần hiếp mắt trong lòng phát lạnh cả người tóc gáy dựng lên có cực kỳ nguy hiểm khí tức dũng động hắn có thể cảm nhận được chư các như long truy kích, dĩ nhiên đi trước tiến vào kiếm trũng trong, nhưng vẫn là bị để mắt tới. Lúc này, tần trần cả người sợi hãi, tuy là thực lực của hắn so với ban đầu ở hư không triều tịch hải, đề thăng quá nhiều, thế nhưng, đối mặt tôn giả cao thủ cấp bậc, hắn vẫn là sợ, một quan lãnh lệ, đây cấp độ sống siêu việt thánh chủ đỉnh cấp cao thủ. Hoàn toàn không ở một cái đỉnh cấp trên. Lúc đầu, nửa bước tôn giả so với hậu kỳ thánh chủ, liền mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Càng không cần phải nói chư các như long bực này chân chính tôn giả, so với nửa bước tôn giả đều có thể đáng sợ phía trên nhiều, mặc dù là hắn thọ mệnh chạy tới phần cuối, mặc dù là hắn khí huyết đã già yếu, mặc dù là hắn chạy tới suy biến cuối kỳ đuôi, có thể tôn giả chính là tôn giả, tuyệt vời. Không cần, các ngươi không hiểu, người này rất mạnh, không phải là các ngươi có thể bắt. Chư Cát Như Long mở miệng, ánh mắt yếu ớt, nồng nhiệt không gì sánh được, cả người oanh nhiễu vận mệnh khí tức, rất là siêu nhiên, thân hình thoát một cái, cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp đối tần trần động thủ. Hắn biết rõ tần trần tất cả, so với người thường biết được nhiều hơn, đây một cái có thể cải biến thiên giới tương lai vận thế đại nhân vật, tại hư không triều tịch hải lọc vào ma tộc tôn giả truy sát, đều sống sót, hắn mấy lần suy tính đối phương đều kém điểm phản vệ ngã xuống, có thể thấy được đối phương bất phàm, hôm nay nhìn thấy, chư các như long cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp xuất thủ. Nhân vật như vậy, nếu là mình ý vào tôn giả thân phận tự đại, nói không chính xác sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, huống chi, tình tuyết cổ hoa lão già kia cũng ở đây phụ cận. ầm ầm chư các như long vừa sải bước ra, tức khắc thiên địa bốc lên hồng quang, tạo thành đáng sợ dị tượng, một thật lớn mệnh vận thủ trưởng tại trong hư không ngưng kết mà thành, hướng Tần Trần trực tiếp cầm bắt tới, muốn đem Tần Trần trực tiếp bắt. Trần, liều mạng. U Thiên Tuyết quát khẽ, nơi xung yếu đánh ra, trên thân dũng động sát cơ, nhưng bị Tần Trần ngăn trở, bởi vì trong lòng rất sợ hãi, cảm giác được đại sự không hay, thần bí kiếm kỹ trực tiếp xuất hiện ở trong tay, điên cuồng chém ra đi. Trảm. Tần Trần trong thân thể các loại kiếm ý đều tràn ngập ra, quanh bất hủ kiếm ý, tử vong kiếm ý, hỏa kiếm ý, bất diệt kiếm ý, vạn cổ kiếm ý, vĩnh hằng kiếm ý, lục đại đỉnh cấp kiếm ý dung nhập vào thần bí kiếm kỹ trong, đáng sợ kiếm ý trùng thiên, kiếm khí thẳng tới trời cao. Ào ào! Khởi nguyên thần thông bị tầng trần thôi động, giờ khắc này, tầng trần quanh thân quanh nhiễu vô tận không gian chi lực, thần bí kiếm kỹ ở trong tay hắn nở rộ thần hồng ào ào rung động, tiếp xạ ra chói mắt hào quang. Phốt. Kiếm khí tận trời, chém về phía vận mệnh cự thủ. Hừ. Chư Cát như long cười nhạt, hắn thấy tận mắt ma thi lão tổ truy sát tầng trần, biết được tầng trần thực lực, tuy nhiên bất phàm, nhưng hoàn toàn không cách nào cùng tôn giả so sánh, cái kia bàn tay đến, như là cầm hướng con kiến hôi, rất là ung dung, thậm chí có ý khống chế tránh khỏi là tầng trần triệt để bóp vỡ, thật đúng là đem thiếu niên này tại chỗ thành thịt nát, lại hóa thành tro tàn. Phốt Vận mệnh chi quan kích động, tầng trần đột nhiên thôi động vận mệnh chi đạo, trên người có vận mệnh quan mang dũng động, hắn thúc động mệnh vận chi thuật, tại thời khắc mấu chốt phá giải vận mệnh khí tức, làm cho thần bí kiếm kỹ đâm vào vô tận mệnh vận thủ trưởng trong, chém về phía chư cát như long. Kiếm khí tận trời, vô hình kiếm quan xuyên thấu mệnh vận thủ trưởng lao thẳng tới chư cát như long trong nháy mắt chư cát như long khiếp sợ một cái nhỏ thánh chủ cư nhiên xuyên thấu hắn mệnh vận thủ trưởng điều này sao có thể hắn là tôn giả a mặc dù nói hắn có ý định khắc chế nhưng cũng là cường thế xuất thủ vẫn chưa nói tận lực xem thường chỉ là không muốn là đối phương trực tiếp quanh bạo mà thôi có ai nghĩ được kết quả đúng là như vậy hắn kinh. Đồng thời, theo tầng trần kiếm khí trong, hắn cảm thụ được mãnh liệt vận mệnh chi quan, điều này làm hắn kinh sợ. Hắn biết, đối phương đánh cấp vận mệnh, lại trong tay nắm giữ bộ phận vận mệnh quy tắc, với lại đã đạt đến dung nhập thiên đạo tình trạng, cái này rất kinh người. Để cho đối phương có phá vỡ hắn mệnh vận thủ trưởng cơ hội, đây hết thảy kết hợp, bộc phát ra lực lượng có thể so với nửa bước tôn giả. Đây tình huống gì? Hắn thật không thể tin được, một cái hậu kỳ thánh chủ mà thôi, tự nhiên có nửa bước tôn giả lực lượng. Hắn trong ánh mắt có lệnh vận chi quan lóe lên, có thể nhìn thấu các loại không có căn cứ. Chưa các như long tin chắc, tần trần chỉ là hậu kỳ thánh chủ mà thôi, cũng không có ẩn dấu thực lực, nhưng lại bộc lộ ra nửa bước tôn giả thực lực, đây tu luyện như thế nào? Hắn trong lòng sợ, chưa từng nghe nói qua loại chuyện này, chính là là lại nghịch thiên người, cũng không khả năng tại hậu kỳ thánh chủ tu vi, có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới, cái này quá kinh khủng, truyền đi, có thể đưa tới thiên giới lay động, các đại thế lực trung động. Không hổ là bị ma tộc ma thi lão tổ để mắt tới đỉnh cấp thiên tài. ầm uhm. Quanh người hắn vận mệnh chi quan càng sâu, khí tức quá nồng nặc, trấn áp chung quanh rất nhiều người lùi lại, trong lòng hoảng sợ chư cát như long quanh thân có mệnh vận chi quan xoay quanh, mặc dù mệnh vận thủ trưởng bị cắt, nhưng hắn không e ngại, cũng không cảm thấy tầng trần kiếm khí có thể thương tổn được hắn. Nhưng khi kiếm quan này tới người thời điểm, hắn biến sắc, quanh, vô tận kiếm khí chém tới, trực tiếp ở trong tay hắn bạo tạc, lực lượng này quá kinh khủng, xuyên thấu bàn tay hắn phòng ngự, xâm nhập hắn thân thể. Phốc, hắn trên lòng bàn tay, xuất hiện một vệt ánh sáng màu máu, bàn tay bị cắt cắt nhất đạo nhỏ bé người, cư nhiên thụ thương. Làm sao có thể? Hắn hoảng sợ, một cái hậu kỳ thánh chủ mà thôi, cư nhiên đã thương hắn, đồng thời có một cổ âm lãnh lực lượng, muốn xuyên thủng tới, kinh khủng kiếm ý, quét ngang tất cả. Ngươi tự tìm cái chết. Chư các như long kinh sợ. Hắn thấy tận mắt tần trần bị ma thi lão tổ truy sát, không thể ngăn cản, chỉ là nhếch nhác chạy trốn, có thể đến hắn ở đây, lại đã thương hắn, đây là chuyện gì xảy ra? Khoảng cách năm đó người này bị Ma Thi lão tổ truy sát, mới qua không mấy năm mà thôi. Đây hết thảy, quá đột ngột, hắn là Tôn giả nhân vật, thực lực kinh khủng, căn bản không sợ đe dọa, cao cao tại thượng, rất là siêu nhiên, coi phổ thông thánh chủ làm kiến hôi. Bởi vì, Tôn giả là siêu việt thiên đạo nhân vật, phổ thông đỉnh phong thánh chủ quy tắc nhiều nhất thân dung thiên đạo, Tôn giả ngay cả thiên đạo còn không sợ, đều có thể siêu việt, sao lại bị Thánh chủ đã thương? Nhưng bây giờ, cái gì đều bị phá vỡ. Soát. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, giơ lên thần bí kiếm kỹ bộc phát ra mạnh nhất thần thông tiếng công chư cát Như Long, tính toán là bị thương, nhưng lại chỉ là đã thương chư cát Như Long một chút mà thôi, vẻn vẹn phá vỡ chư cát Như Long bàn tay, kinh khủng kia kiếm khí trúc ra ngoài lại như là đá chìm đáy biển tần trần biến sắc đây chính là tôn cảnh cao thủ sao thực lực mình đề thăng nhiều như vậy thậm chí đột phá hậu kỳ thánh chủ cảnh giới có thể đối mặt tôn giả vẫn là như vậy vô lực toàn bộ đây hết thảy đều là tại trong khoảng cực nhanh hoàn thành nhanh đến để cho mọi người đều phản ứng không kịp nữa liền thấy tần trần lại đã thương chư các như long mỗi cái kinh hãi chư các như long giận không kềm được, ánh mắt bột phát băng lãnh, tần trần càng mạnh, trong lòng hắn sát ý lại càng nồng, bắt tần trần dục vọng cũng liền càng mãnh liệt. ầm, uhm. Nổi giận trong hắn xuất thủ, cả người oanh nhiễu vận mệnh chi quan, hội tụ thành một cái mệnh vận trường hà, hướng về phía tần trần chính là điên cuồng cuốn tới. Vô luận là U Thiên Tuyết vẫn là thanh khâu tử y đều ý thức được đại sự không hay. Đi. Nhất kiếm chém ra, chỉ thương đến đối phương một chút, Tần Trần trong lòng liền tê dại, khẽ quát một tiếng, mang theo U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y nhanh chóng rời khỏi. Tôn giả cường hãn, vượt qua hắn dự liệu, hắn biết rõ mình không thể tiếp tục tái chiến. Đi sao? Chư Cát Như Long cười nhạt, bước ra một bước, dưới chân lại có vận mệnh liên bay lên, vù vù, toàn bộ đất trời ở giữa, rất nhiều vận mệnh chi quan dâng lên, nở rộ thần hồng, chư cắt như long sớm có chuẩn bị vừa lên đến liền phong tỏa bốn phía tất cả căn bản không cho tần trần thoát đi cơ hội không được tần trần ánh mắt lạnh lùng trong lòng phát lạnh bốn phía rất nhiều vận mệnh chi quan bốc lên hóa thành thiên địa trận văn cuốn tới vây bọn họ lại hắn đã trước tiên rút lui nhưng vẫn là muộn đối phương quá quá trọng thì hắn vừa lên đến liền phong tỏa tất cả ra tay toàn lực căn bản không như là đang đối mặt một cái thấp cảnh giới võ giả, mà như là tại lực địch cùng cảnh giới cường giả, phong tỏa quá nghiêm mật. Nhất đạo mệnh vận trường hà bao trùm tới, sắc bén cuồn cuộn, như là đao phong, cắt qua. Trảm. Tần trần không trốn, nổi giận gầm lên một tiếng, quay người lại ra tay nữa, bởi vì hắn biết rõ không có khả năng thoát khỏi, đối phương sớm có chuẩn bị, nếu là chỉ lo chạy trốn, sẽ bị đối phương để mắt tới mất đi tiên cơ. ầm kiếm quan cùng mệnh vận trường hà va chạm, kinh khủng mệnh vận chi lực trút xuống tới, thông thiên kiếm ý trực tiếp bị đánh bạo, chênh lệch quá lớn, mệnh vận trường hà trực tiếp banh bạo tầng trần chém ra kiếm khí, dọc theo hư không vận mệnh con đường, nhằm phía tầng trần ba người. Thiếu gia Thanh khâu tử y kinh sợ, nàng cũng xuất thủ, vù vù, trên người nàng có đáng sợ nửa bước tôn giả lực lượng lan tràn ra mị hoặc vô hạn, thon thon cạn kẻ tay về phía trước huy vũ. Bên kia, u thiên tuyết cũng động, kiếm quan tận trời, âm lãnh thái âm lưu ly chí tôn lực tận trời, đồng thời quanh thân xuất hiện cửu cực chi thủy, quyển ra ngoài. Âm Hai cổ lực lượng đáng sợ ngăn cản tại mệnh vận trường hà trước, thế nhưng vô dụng, tôn giả chi lực, quá mạnh, thanh khâu tử y công kích trực tiếp nổ tung, tinh tế bàn tay rung cả người bị trong nháy mắt đánh bay, mà U Thiên Tuyết cửu cực chi thủy cũng chợt nổ tung, dòng nước tung tóe. Cửu cực chi thủy rất mạnh, là thiên địa chí bảo, thế nhưng U Thiên Tuyết tu vi quá thấp, không cách nào phát huy ra cửu cực chi thủy uy lực chân chính. Vài cổ lực lượng tại trong hư không va chạm, tạo thành kinh khủng công kích giống như đại dương trút xuống ra, cũng nhiều thua thiệt nơi này là thông thiên kiếm các kiếm bia lâm, hóa thành ngoại bộ thiên đảng sơn mạch, một cả tòa sơn mạch đều có thể vỡ nát bị đánh nổ thành hư vô mệnh vận trường hà như là mênh mông cuồn cuộn trôi qua không bị ngăn cản phản phất bất kỳ công kích nào đều không cách nào ngăn trở muốn đem tần trần chiếm đoạt a à, tần trần kinh sợ gào thét lên tiếng này mệnh vận trường hà quá mênh mông trút xuống nếu là bị đánh trúng hắn có lẽ còn có thể sống nhưng ưu thiên tuyết bọn họ tất nhiên nguy hiểm Vạn đạo thanh kim thần lô. Tần Trần bất chấp hắn, thời khắc mấu chốt, trực tiếp thôi động Thiên Độc Đan Tôn Vạn Đạo Thanh Kim Đan Lô, nguy nga cổ xưa đan lô xuất hiện, mang theo trấn áp vạn cổ khí tức, chợt xuất hiện tại Tần Trần phía trước, thay Tần Trần bọn họ ngăn cản. Loãng xoảng. Mệnh vận Trường Hà đến, Vạn Đạo Thanh Kim thần lô kịch chấn, tại Trường Hà trong bị cọ rửa, mãnh liệt rung, phát ra kịch liệt tiếng nổ đây tôn giả bảo khí, quy lực vô tận, chứ các như long cũng không cách nào đánh bạo, cường hãn vô cùng, thế nhưng, mệnh vận trường hà trùng kích thật đáng sợ, cọ rửa tất cả, lại tần trần không cách nào phát huy ra vạn đạo thanh kim đang lô toàn bộ thực lực, quanh, đang lô rung động, ngăn cản đại bộ phận dòng sông vận mệnh, nhưng vẫn là có một bộ phận vận mệnh chi quan, dọc theo hai bên liền muốn đánh vào tới. Tránh thoát đến. Tần trần quát chói tai, mang theo U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử y trốn ở vạn đạo Thanh Kim thần lô phía sau, có thể vạn đạo Thanh Kim đang lô cũng không kiên trì nổi, ầm nhất Thanh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đinh tai nhức óc trong tiếng ầm ầm, tầng trần ba người nhếch nhác bay ngược, nhưng bị từng tia từng sợi hóa thành trật tự thần hồng vận mệnh chi quan trấn áp tại vùng thế giới này. Bất quá mấu chốt thời khắc, vạn đạo Thanh Kim đang lô phát quan, thần hồng lóe lên, rốt cục ngăn cản tuyệt đại bộ phân mệnh vận trường hà, chỉ có tiểu bộ phân dòng sông vận mệnh ăn mòn tới, cuồn cuộn trong tầng trần ba. ầm uhm. Tầng trần ba người thân thể kịch chấn, có một ít mãnh liệt, thanh khâu tử y bị đánh bay ra ngoài, sau lưng có chín cái đuôi lưu động, kinh khủng yêu lực điên cuồng trút xuống, phát ra kêu rên, sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể bản nguyên của đại đạo đều có chút bị tổn thương. Mà U Thiên Tuyết cũng nhếch nhác, thân thể kịch chấn, khạc ra tiên huyết, cũng may nàng có thái âm lưu ly chí tôn truyền thừa, cửu cực chi thủy lần thứ hai ngưng kết, hiện lên quanh thân, ngăn cản tuyệt đại đa số công kích, đổi thành phổ thông đỉnh phong thánh chủ, tại bực này công kích phía dưới, trực tiếp sẽ bị đánh thành phấn vụn. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng hết sức nhếch nhác, lão đảo lui lại, khóe miệng tràn máu, sợi tóc tán loạn. Chính là tần trần, cũng thân thể rạn nứt, chảy ra nhẹ nhẹ tiên huyết, trên thân bao phủ hoang cổ chi khí. Toàn bộ đây hết thảy đều là tại phát sinh tại trong một sát na, chưa các như long cường thế xuất thủ, tại tầng trần thi triển vạn đạo thanh kim đan lô điều kiện tiên quyết, ba người đều là trọng thương, hết sức nhất nhác Một màn này, lại làm cho chung quanh không ít người khiếp sợ. Ba tên này lại ngăn cản. Thiên nguyên phái vân tiêu tông chủ thất thanh, thốt ra, ánh mắt sợ hãi, tại chư các như long lão tổ dưới sự công kích, ba người này lại không có việc gì, như thế kết quả để cho tất cả mọi người kinh ngạc, có một ít ngoài ý muốn, cảm thấy khó có thể tin. Hừng, tôn giả bảo khí. Chư các như long nhìn chầm chầm vạn đạo thanh kim đang lô, khí sắc cũng rất là xấu xí, hắn một kích phía dưới, mặc dù trọng thương ba người, có thể không có một cái ngã xuống, đưa hắn rất mất mặt. Với lại, tần trần ngăn trở cũng liền thay đổi, hai người khác hắn lại đồng dạng không có thể chém giết, chỉ là trọng thương mà thôi, này có một ít ngoài hắn dự liệu. Yêu tộc Cửu vĩ Chẳng lẽ là yêu tộc hoàng tộc cửu vĩ tiên hồ nhất tộc? Chư các như long nhìn chầm chầm thanh khâu tử y, hai mắt phát ra yếu ớt ánh sáng, rất là nóng bỏng, cửu vĩ tiên hồ nhất mạch, là yêu tộc hồ tộc trong hoàng tộc, nghe đồn tại thời đại viễn cổ, cửu vĩ tiên hồ nhất mạch tổn thất nặng nề, mai danh ẩn tích, không ngờ lại lại ở chỗ này vấp phải. Còn nữa, cửu cực chi thủy. Trời đất mở ra lúc mẫu thủy. Vật này thế nhưng đỉnh cấp chí bảo, mặc dù là ta cũng chưa chắc có thể đơn giản nắm giữ, người này cuối cùng được cái gì truyền thừa, có thể nắm giữ cửu cực chi thủy. Chư các như long vừa nhìn về phía u thiên tuyết quanh thân xoay quanh cửu cực chi thủy, toát ra vẻ khiếp sợ cửu cực chi thủy chính là thiên địa sinh ra mẫu thủy không giống bình thường đơn giản không cách nào nắm giữ hết sức quý mặc dù là tôn giả cũng giống vậy có thể u thiên tuyết lại có thể nắm giữ cửu cực chi thủy khiến cho hắn làm sao không kinh ngạc trong lòng hắn khiếp sợ có thể lập tức mừng như điên u thiên tuyết bọn họ càng bất phàm hắn càng có thể cảm nhận được tầng trần đặc thù ha 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 ba người các ngươi hôm nay cũng đừng hồng đi chư cát như long cười to lần thứ hai đánh tới vù vù chân hắn đạp mặt đất vô tận vận mệnh chi quan dâng lên đúng như thiên ti vạn lũ một dạng phong tỏa mảnh này kiếm bia lâm là thiên địa hết thảy đều che đậy rất nhiều vận mệnh chi quan oanh nhiễu hóa thành trật tự thần liên phong tỏa tất cả phốc 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 trong có một ít vận mệnh thần liên hướng về phía u thiên tuyết cùng thanh khâu tử y quấn quanh tới những thứ này trật tự thần liên tráng phóng từng đạo thần huy có phong tỏa cùng nhau lực lượng, đồng thời, mang theo vận mệnh chi quan, có thể giam cầm ở vận mệnh, khiến người ta run sợ, trong lòng sợ hãi, một khi bị này trật tự thần liên trói buộc, ngay cả mạng vận cũng sẽ bị giam cầm, căn bản là không có cách tránh thoát. Ha ha, tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tại gia các lão tổ phía trước, cũng dám phản kháng, tự tìm đường chết. Vân tiêu tông chủ bọn người cười to, ánh mắt rất là dữ tợn, thần sắc cuồng vọng, đứng ở vận mệnh chi quan bốn phía, lạnh lùng nhìn tần trần, rất là ngạo nghễ cùng cuồng phóng, trong ánh mắt có bể nghệ một ít dáng vẻ, rất có tiểu nhân tâm tính. Có chư các như long tại, bọn họ chính là cáo mượn oai hùng hồ ly, bể nghệ tất cả, căn bản không nhìn toàn bộ kiếm bia lâm trong tất cả mọi người, thần thái rất là cuồng vọng, miệt thị tất cả, rõ ràng mấy cái tay sai. ầm. Um, Tần Trần trước tiên thi triển ra vạn đạo Thanh Kim đang Lô, thần sắc kinh sợ, hắn không có khả năng để cho U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y bị giam cầm, này mệnh vận tỏa liên rất đáng sợ, Tần Trần mình cũng cảm thụ được hoảng sợ, có loại muốn hãm sâu luyện ngục vậy. Hắn trống to, vạn đạo Thanh Kim đang Lô trên, thần hồng nở rộ, hướng về phía chư các như long chính là hung hăng đánh giết tới, muốn vây ngụy cứu triệu. Hừ, chút tài mọn, vật này, Tuy là Tôn Giả Bảo khí, nhưng đáng tiếc, ngươi tu vi quá yếu, căn bản không xứng có loại bảo vật này." Chư Các Như Long cười khẽ, mắt lộ ra xem thường, sớm có chuẩn bị vậy, trong đồng tử, nhất đạo bánh xe điệt xuất đến, tỏa ra hùng dũng khí tức, hướng về phía Vạn Đạo Thanh Kim đang lô chính là bổ chém đi qua, hào quang vạn trượng, phản phất chặt đức vạn cổ xuân thu, đại đạo luân hồi. Gia các thế gia chí bảo, Tôn Giả Bảo khí Mệnh vận chi luân. Ầm. Đáng sợ Mệnh vận chi luân chợt lóe lên, trực tiếp bổ trúng Vạn đạo thanh kim đan lô, tầm nhất thanh, Vạn đạo thanh kim đan lô rung động, phát ra chói tai tiếng nổ, phía trên mang đại thịnh bị đánh mở, đồng thời, Mệnh vận chi luân lóe lên, hướng về phía Thanh Khâu Tử Y cùng U Thiên Tuyết chính là chém giết tới. Chú ý. Tần Trần rống to, trong lòng hắn rung rất sợ U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y nguy hiểm. Vù vù. Nhìn hắn không quá nhiều, chợt giơ tay lên, trong ánh mắt thần hồng bạo dũng, quanh, lại là một cái đáng sợ cung điện xuất hiện, trấn áp thiên địa, trực tiếp xuất hiện tại chư các như long đỉnh đầu, trấn áp xuống. Cung điện này vừa xuất hiện, hừng hực hỏa diễm liền bạo dũng ra, mấy đại thiên hỏa điên cùng trút xuống, tai ách minh hỏa, thiên độc thương hỏa, thanh liên yêu hỏa, u không băng diễm, âm dương hồn hỏa, đại nhật kim diễm, tử muội chân hỏa. Cùng cuộn hỏa diễm trút xuống, còn quấn tử tiêu đâu xuất cung, như thiên thần hàng lâm, thiêu tất cả. Tần trần phát cuồng, thủ đoạn gì đều thi triển ra, không tiếc bại lộ chính mình, con mắt đều đỏ, rất sợ thiên tuyết cùng tử y thụ thương. Tử tiêu đâu xuất cung trấn áp mà xuống, tôn giả bảo khí nghịch thiên, mang theo sát cơ trí mạng, đi thẳng tới chư các như long đỉnh đầu, vô tận hỏa diễm như là mênh mông, đem hắn bao vây, ngăn cản hắn truy sát thiên tuyết cùng tử y, vây ngụy cứu triệu. Này nhất kế xác định có hiệu quả, làm tử tiêu đâu xuất cung xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa đều tiếng nổ, tất cả mọi người khiếp sợ, nhìn chư các như long đỉnh đầu cung điện, không hiểu hoảng sợ, lại là nhất kiện tôn giả bảo khí, tiểu tử này cuối cùng là ai? Chư Cát như long cũng khiếp sợ, ngẩng đầu hoảng sợ vô tận hỏa diễm cuốn tới mang theo thuộc tính khác nhau dung hợp vào một chỗ phát ra xì xì cháy tiếng hắn cảm giác mình trên thân tôn giả lực lượng bị cháy ngay cả thiên đạo đều phần diệt càng mạnh là tử tiêu đâu xuất cung nguy nga bàn bạc nghiền ép tất cả chư cát như long giơ tay lên mệnh vận chi luân hóa thành chói mắt viên luân bạo trảm tới muốn đánh bay tử tiêu đâu xuất cung nhưng tần trần quát khẽ không cho đối phương cơ hội vạn đạo thanh kim đang lô phát quang ngược lại ngăn trở mệnh vận chi luân không cho hắn trở lại cùng lúc đó tần trần con ngươi nổ bắn ra thần hồng không gian thần thông đột nhiên vận chuyển sau một khắc trong đầu hắn thời gian bản nguyên cũng bị thôi động một cổ đáng sợ lực lượng thời gian đột nhiên oanh nhiễu ra ngoài bọc lại chư cắt như long thời gian đình trệ ầm tại thời gian đình trệ trong nháy mắt tử tiêu đâu xuất cung trấn áp thô bạo hung hăng đập về phía chư cát như long ầm uhm. kinh khủng tử tiêu đâu xuất cung giáng xuống bột phát ra kinh thiên tiếng nổ như là một chiếc búa lớn một dạng hung hăng đập xuống xuống thời gian ngưng kết bốn phía hết thảy đều như là đình trệ giờ khắc này tất cả mọi người sợ hãi không thể động đậy thời gian phản phất đình trệ trôi qua nhưng bọn họ ánh mắt vẫn còn có thể thấy tất cả trong lòng sợ hãi không gì sánh được, này dĩ nhiên là thời gian quy tắc, tiểu tử trước mắt này lại nắm giữ thời gian quy tắc. Thời gian quy tắc là trong thiên địa chí cao một trong những quy tắc, liền tôn giả đều không cách nào nắm giữ, tần trần là làm sao có thể nắm giữ. Sợ hãi trong, bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn tử tiêu đâu xuất cung nổ xuống. Vù vù. Chư cát như long cả người bột phát ra chói mắt vận mệnh quang mang, Tại tử tiêu đâu suốt cung đập xuống trong nháy mắt, trong đồng tử thần hồng nổ bắn ra, ken két két, chung quanh thân thể hắn, vô tận vận mệnh phù văn hiện lên, phản phất sớm có chuẩn bị vậy, muốn xông ra thời gian cầm cố. Ken két két Từng đạo thời gian vết nứt xuất hiện, tại tử tiêu đâu suốt cung sắp đập trúng chư cát như lông trong nháy mắt, trong nháy mắt nát vụn, mà chư cát như lông chợt lộ ra tay phải, ngăn cản ở trước người. ầm. Kinh thiên tiếng nổ vang vọng, chư cát như long bị đánh lùi lại, quanh thân nở rộ thần hồng, hắn áo bào vỡ ra, thần sắc có một ít nhếch nhác, nhưng hắn ánh mắt lại trước đó chưa từng có hưng phấn. Ha ha ha, quả nhiên là thời gian quy tắc. Chư cát như long cười to, trên mặt đất đột nhiên dâng lên từng đạo vận mệnh phù văn trận ánh sáng, là tầng trần đánh bay ra ngoài. Phúc, tầng trần thân thể vỡ ra trực tiếp có tiên huyết phun tung tóe trong lòng trầm xuống chư các như long phản ứng quá nhanh thời gian quy tắc căn bản phong tỏa không được hắn quá lâu bị trực tiếp xé rách không phải thời gian quy tắc không mạnh mà là đối phương là tôn giả siêu việt thiên đạo lấy tầng trần hiện tại thôi động thời gian quy tắc còn không cách nào triệt để phong tỏa ngăn cản một cái tôn giả chỉ có thể ảnh hưởng đối phương một chút thời gian mà thôi lúc này quá ngắn ngủi đối mặt tôn giả thời điểm căn bản là không có cách đưa đến tính quyết định tác dụng. Đáng sợ nhất là, chư các như long dường như biết được hắn có thời gian quy tắc, cũng sớm đã làm ra chuẩn bị, đưa hắn thất bại trong gan tất. Công Chư các như long một quyền đánh bay tử tiêu đâu suốt cung, vô tận thiên hỏa phun mạnh ra, nhưng chỉ có thể ở hắn bên ngoài thân thiêu đốt, không cách nào rót vào đến hắn thân thể chỗ sâu, liền tai ách minh hỏa, khiên độc thương hỏa bực này đỉnh cấp hỏa diễm cũng chỉ là cho chư cát như long mang đến bị thương ngoài da mà không cách nào thương tổn tới hắn thực chất bởi vì đối phương thật sự là quá mạnh mẽ chư cát như long ngẩng đầu nhìn về phía tử tiêu đâu xuất cung ánh mắt hơi biến sắc lộ ra nhanh trí suy tính lẩm bẩm nói tử tiêu đâu xuất cung đó không phải là thiên giới thí luyện chi địa thiên hỏa tôn giả truyền thừa chí bảo sao Nghe đồn là bị đông thiên giới quản hàng cung một cái gọi tần trần thiên tài được đến, ta gia các thế gia thánh tử chưa cắt hút, chính là bỏ mạng ở thiên giới thí luyện chi địa. Nghe đồn chính là bị một cái gọi tần trần thiếu niên chém giết, chẳng lẽ? Chư cắt như long thẳng nhìn chầm chầm tần trần, trong đôi mắt có đáng sợ quan mang nở rộ. Trong lòng hắn hiện ra tới một cái cực đáng sợ ý niệm trong đầu, đó chính là, người trước mắt chính là đông thiên giới tần trần sao? Nếu là như vậy, người này những năm gần đây trước còn chỉ là một thánh tử mà thôi, hậu kỳ thiên thánh cấp bậc nhân vật, vì cái gì tại đây ngắn mũi hơn 10 năm thời gian, lại đã trở thành một tên hậu kỳ thánh chủ. Đây làm thế nào đến? Trên người người này tuyệt đối còn có đại bí mật. Chư các như long trong lòng nồng nhiệt, chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm giác được chạm tới một bí mật lớn, một việc quan hệ thiên giới tương lai đại bí mật, một cái hậu kỳ thiên thánh, chỉ là tiêu hao hơn 10 năm, thậm chí vài chục năm không đến lúc đó ở giữa, liền trở thành một tên hậu kỳ thánh chủ, như thế tốc độ, quả thực để cho người ta hoảng sợ. Lại thêm tầng trần trên thân thời gian quy tắc bí mật, càng làm cho hắn điên cuồng. Xa xa, ngũ đại yêu chủ cùng với ở đây rất nhiều cường giả cũng đều kinh hãi, thậm chí đều theo cảm ngộ trong dừng lại. Tử tiêu đâu xuất cung, vật này không phải thiên giới thí luyện chi địa thiên hỏa tôn giả bảo vật sao? Chẳng lẽ người này là đông thiên giới tần trần? Nghe đồn người này chém giết gia các thế gia chưa các hút thánh tử, đông hoàng thế gia đông hoàng tuyệt nhất cùng với đông thiên giới diệu diệt phủ diệu vô danh thánh tử, tại thiên giới thí luyện sau khi kết thúc, liền thần bí biến mất, chẳng lẽ chính là hắn? Các ngươi nhìn thanh kim đang lô, còn có thời gian quy tắc, ta nhớ được trước đó không lâu, Hư Không Triều Tịch Hải trong ma tộc Ma Thi lão tổ từng truy giết một người tộc tuổi trẻ Thiên Kiêu, sau bị tuổi trẻ Thiên Kiêu lợi dụng thời gian quy tắc cùng Trận Văn chôn giết tại Hư Hải trong, chẳng lẽ chính là người này. Một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Thấy Tần Trần thi triển ra thời gian quy tắc, trong nháy mắt tất cả đều rung động, nghị luận ầm ĩ. Bọn họ chưa từng nghĩ đến, Tần Trần vẫn còn có thân phận như vậy. Ầm chư các như long thân hình như điện, đánh tới, hắn mang theo bá đạo mà mạnh mẽ tuyệt đối năng lượng, quanh thân oanh nhiễu vận mệnh quan mang, bị một đoàn cuồng cuộn thần quan bao vây, đằng đằng sát khí. Này tử tiêu đâu xuất cung, còn có tôn giả thần lô, ta đều muốn. Cùng lúc đó, chư các như long giơ tay lên, đại thủ chụp vào tử tiêu đâu xuất cung cùng vạn đạo thanh kim đan lô, hắn đã thông suốt, đây hai kiện tôn giả chí bảo, là tần trần bài được đến hai kiện bảo vật tần trần làm mất đi năng lực chống cự tần trần trong lòng tuyệt vọng tôn giả thật thì như thế mạnh sao thời gian quy tắc cũng thất bại cần biết ban đầu ở hư hải đối mặt ma thi lão tổ thời điểm hắn đều chỉ là thi triển ra vạn đạo thanh kim đan lô mà thôi rất sợ thi triển ra tử tiêu đâu xuất cung bị người khác xuyên thủng giải khai thân phận mình nhưng bây giờ hắn thi triển ra tử tiêu đâu xuất cung y nguyên mất công mà về. Điều này làm cho hắn rất tuyệt vọng, rơi vào cốc. Thế nhưng, hắn gầm lên lên tiếng, thôi động hai đại tôn giả chí bảo, tuyệt không thể để cho hai kiện bảo vật bị chư cát như long cướp đoạt, nếu không nói, vậy hắn liền triệt để phiền toái, mất đi hai kiện tôn giả chí bảo, hắn là triệt để mất đi năng lực chống cự. Thế nhưng, chư cát như long tốc độ quá nhanh, so tầng trần còn trước một bước nhằm phía hai kiện chí bảo chỗ ấy, đại thủ lộ ra, vận mệnh chi khí bao phủ, muốn trấn áp nắm bắt hai kiện chí bảo. Ngươi dám. Tần trần gầm lên, toàn lực thôi động. ầm, uhm. Hai đại chí bảo phát quan, muốn chống lại chư các như long nắm bắt, đồng thời bộc phát ra nghịch thiên khí tức. Thế nhưng, tại chư các như long cường hãn tôn giả lực lượng xuống, tử tiêu đâu suốt cung cùng vạn đạo thanh kim đang lô mặc dù tại điên cuồng rung động, nhưng thủy chung không cách nào bay ra vận mệnh chi quan bao phủ đồng thời vẫn còn ở bị một chút áp chế đáng hận a à. tần trần kinh sợ hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy liền hai đại tôn giả chí bảo đều bị áp chế trong lòng hắn băng lãnh như là rơi vào hầm băng hiện tại còn có thể làm sao tần trần tâm tư lưu chuyển thần sắc tức giận hắn còn có bài như vạn giới ma thụ thế nhưng tần trần có một loại cảm giác mặc dù là hắn thi triển ra vạn giới ma thụ cũng không cách nào đối chư các như long tạo thành thuần chất thương tổn bởi vì hắn tu vi quá thấp với lại một khi vạn giới ma thụ thi triển ra vậy hắn liền chân chính phiền toái sợ rằng sẽ lại không an bình vù vù tần trần ánh mắt dữ tợn toàn lực thôi động thần bí kiếm kỹ hắn muốn dụ động thần bí kiếm kỹ trong lực lượng đến nhằm vào chư cát như long. Nhưng mà, khi tiến vào kiếm mộ này trong sau, thần bí kiếm kỹ trong lực lượng, như là triệt để mai danh ẩn tích một dạng, ẩn nút, mặc cho tầng trần như thế nào thôi động, một cổ âm lãnh lực, thủy chung chưa từng bị dẫn động, không cách nào kích hoạt. Lúc này, chư cát như long đang ở nắm bắt hai kiện tôn giả bảo khí, hắn giống như một tôn thần chi vậy, Mi nga vô địch, tôn giả khí bao phủ này dáng người quá bá đạo cường thế vô cùng lại làm cho người không nhìn người tuổi trẻ chớ phản kháng thực lực ngươi quá yếu ở trong mắt ta đúng như loài dung dế một dạng thúc thủ chịu trói đi có lẽ còn có một chút hy vọng sống nếu không ngươi chắc chắn phải chết chư cách như long nói ra trấn áp hai đại tôn giả bảo khí nguy nga mở miệng cao cao tại thượng như là thần long nhìn xuống loài dung dế cúc mẹ ngươi tần trần tức giận mắng thứ đồ gì đưa hắn thúc thủ chịu trói cũng không có cửa thế nhưng trong lòng hắn cũng rất là lo lắng lo lắng thiên tuyết cùng thanh khâu tử y chết tần trần phóng lên cao liều mạng nhất chiến u thiên tuyết cùng thanh khâu tử y cũng theo sát sau vô tận lực lượng đổ xuống mà ra tiến hành phản kháng buồn cười chư cắt như long quát lạnh rất nhiều vận mệnh chi quan dũng động phong tỏa ngăn cản vùng thế giới này, lúc này, hắn trái lại không cấp, rất là đạm định, bởi vì hắn kết luận, tần trần lừa đen kỹ nghèo, trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Rất nhiều vận mệnh chi quan lóe lên, tạo thành đáng sợ lồng giam, phong tỏa tất cả, đồng thời ngăn trở tần trần ba người tiến công. Thậm chí, hắn còn có rảnh rỗi, ánh mắt nhìn quét bốn phía, lộ ra yếu ớt sát cơ, để ở trận cao thủ khác cả người phát lạnh da đầu đều có thể nổ, bởi vì, bọn họ cảm thụ được chư cát như long trên thân phóng xuất ra kinh khủng sát cơ, đây đối với bọn họ tất cả mọi người tại chỗ đều động sát tâm, muốn đem tất cả mọi người bọn họ chém giết. Trên thực tế, chư cát như long xác định động ý định này. Bởi vì, tần trần quá bất phàm, thân phận không giống bình thường, có thể không để cho người ta biết được, liền tuyệt đối không nên để cho người ta biết được, một khi để lộ tin tức, hắn cũng sẽ rất phiền toái. Thế nhưng, ở đây cao thủ rất nhiều, với lại lục tục có người vào đây, để cho chư các như long nhíu mày, muốn là ở đây toàn bộ người giết sạch độ khó quá lớn, mặc dù là hắn, cũng không làm được đến mức này. Sở dĩ, hắn triệt hồi sát ý, điều này làm cho rất nhiều người thở phào, cảm giác được đè ở trong lòng đá biến mất, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có một ít cảnh giác. Lúc này, bên ngoài còn không ngừng có người vào đây nhất đạo hư vô chi môn lóe lên hai bóng người đi tới tổ gia gia kiếm bộ này không hổ là viễn cổ thông thiên kiếm các nơi truyền thừa xác định kiếm đạo lực lượng kinh thiên một cái em tai thanh âm vang tới cùng lúc đó cơ như nguyệt cùng cơ vô tuyết đi tới đây tôn giả chi lực chú ý từng đạo vận mệnh chi quan oanh nhiễu Cơ vô tuyết mang theo cơ như nguyệt đi vào, cảm thụ được nơi đây khí tức đáng sợ, khí sắc bỗng dưng biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được đáng sợ mệnh vận chi lực. Sau đó, hắn ngẩng đầu, liền thấy phía trước mấy đạo đáng sợ thân ảnh, chư các như long cao cao tại thượng, giống như một tôn thần chi, trấn áp tất cả, vô tận vận mệnh chi quan hóa thành lồng giam, phong tỏa tất cả. Điều này làm hắn kinh hãi. Và các thế gia chư các như long cư nhiên ở loại địa phương này đại khai sát giới, không muốn sống sao. Với lại, là ai chọc giận đối phương? Cư nhiên cùng chư các như long tại giao thủ, chẳng lẽ là nam thiên giới khác đỉnh cấp thế lực tôn cảnh cao thủ? Cơ vô tuyết nghi ngờ trong lòng, cùng lúc đó ngẩng đầu, liền thấy ba bóng người, này trong, một cái cực trẻ tuổi, khí tức đáng sợ, với lại khí tức hết sức quen thuộc, cản phất đã gặp qua ở nơi nào giống như tại nam tử trẻ tuổi kia bên cạnh lại vẫn đi theo hai vị mỹ nữ tuyệt thế dung mạo kim diễm để cho thiên địa ảm đạm phai mờ mẹ kiếp người này là ai lại bên cạnh đi theo hai cái lớn như vậy mỹ nữ cơ vô tuyết buồn bực nói ra hắn lúc còn trẻ cũng là tung tăng nam tử có thể cùng người này so với kém quá nhiều đi với lại ba người này trên thân khí tức cũng không thế nào, có thể phát ra lực lượng, liền hắn cũng có chút kinh hãi. đây là nơi nào thiên tài, quá mạnh mẽ. Trước mắt ba người này, dĩ nhiên tại cùng chư các như long giao thủ. Nghe vậy, cơ như Nguyệt cũng ngẩn đầu, chẳng biết tại sao, nàng tim đập không gì sánh được kịch liệt, ánh mắt đối nhau phía trước. Sau một khắc, nàng thân hình như bị sét đánh, chợt dại ra ở. Tần trần Cơ Như Nguyệt thân hình run rẩy kịch liệt, thốt ra, nước mắt chợt chảy xuống. Nàng thanh âm khàn khàn, thân thể không kìm lòng nổi run. Là mộng sao? Nàng không thể tin được trước mắt tất cả, nhưng này chân thật cảm giác, lại làm nàng tình cảm không thể ức chế bạo. Không kìm lòng nổi xông lên. Trên bầu trời. Tần Trần đột nhiên nghe được nhất thanh mộng dắt hồn anh thanh âm, thân hình cũng không hiểu rung động một cái hắn chậm rãi cúi đầu, một chút, liền thấy một cái mang theo cái khăn che mặt thân ảnh. Một cái tuyệt mỹ dáng người, hiện ra tại tầng trần phía trước. Lã lướt thước tha, phong tư trác tuyệt. Hai đạo nhu tình ánh mắt, trong phút chốc giao hội vào hư không, phản phất trải qua vô tận luân hồi, rốt cục lần thứ hai tương phùng. Thời gian như là tại đây trong nháy mắt, các tất cả đều chấm dứt, phản phất định cách vào giờ khắc này chỉ còn dư lại hai cái hai mắt đẫm lệ người, ánh mắt giao hội. U Thiên Tuyết cũng thân thể run lên, nhìn sang, liền cũng thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Như Nguyệt. U Thiên Tuyết thất thanh nói. Như Nguyệt. Chẳng lẽ là thiếu gia liên tục tìm kiếm nữ nhân? Thanh Khâu Tử Y kinh ngạc, cũng cúi đầu nhìn lại. Liền thấy một cái khuynh thế khuynh thành thân ảnh. Lúc này, cơ như nguyệt kinh ngạc nhìn lên bầu trời trong tầng trần một loại dâng lên tình cảm theo ở sâu trong nội tâm không thể ức chế dâng lên là hắn sao rõ là là hắn sao nội tâm của nàng tại im lặng hò hét dường như muốn đem chính mình tình cảm cứ như vậy tiết ra hai hàng thanh lệ không cách nào ức chế theo khóe mắt nàng chảy xuống thì giống như làm sao cũng không cách nào ngừng từ lúc đi tới thiên giới sau nội tâm của nàng không gì sánh được cô tịch. Vô số ngày đêm, tại nàng nhất cô đơn, nhất tịch mịch, bất lực nhất, nhất bàn hoàng thời điểm, cho dù khi nàng một thân một mình đi tới nơi xa lạ này thiên giới, thậm chí ở trong gia tộc thống khổ lúc thời điểm tu luyện, nàng không có nghĩ qua muốn đi khóc. Nàng yếu đuối, nhưng đồng thời cũng là trên cái thế giới này nhất cao ngạo nữ tử. Tại cơ gia trong thậm chí là rất nhiều cơ gia đệ tử trong lòng nữ thần. Có thể khi nàng nhìn thấy người trước mắt này thời điểm, một loại không hiểu đến làm toàn thân đều run rẩy tình cảm, theo sâu trong linh hồn phun, làm sao cũng ức chế không. Nàng muốn cao giọng đi khóc, có thể nàng không dám mở miệng. Nàng sợ đây ảo giác, một khi nàng mở miệng, đây hết thảy đều muốn biến mất. Tần Trần. Nàng quát to lên tiếng, hướng Tần Trần điên cuồng xông lên căn bản không quan tâm bốn phía tất cả. Cái gì? Cái này dài so với ta xấu nhiều như vậy gia hỏa, chính là ta hảo huynh đệ Tần Trần. Cơ Như Nguyệt nỉ non nói nói, khó trách làm sao cảm giác quen thuộc như vậy. Hắn vừa nói, thần sắc kích động, ánh mắt lại cũng có chút hồng. Như Nguyệt, không được qua đây. Với lại Cơ Như Nguyệt xông lên trong nháy mắt, Tần Trần mặt biến sắc, vội vàng quát to thấy cơ như nguyệt xông lên, tần trần sắc mặt đại biến. Hả? Lại tới hai cái loài dung dế, là hai người này. Chứ các như long thấy cơ như nguyệt cùng cơ vô tuyết hai người, nhận ra hai người, bởi vì tại thiên đảng sơn mạch ngoại vi, cơ vô tuyết cùng cơ như nguyệt hai người khí chất đột xuất nhất, đưa hắn thắt sâu ấn tượng. Có ai nghĩ được, hai người này lại cùng tần trần có liên quan. Hừ, nếu đến, vậy đều lưu lại đi chư các như long hừ lạnh một tiếng, quanh thân oanh nhiễu vận mệnh chi quan, như là thần chủ vậy, bể nghệ tất cả. Lão tổ, để cho chúng ta đến thay các ngươi bắt hai người này. Một bên vân tiêu tông chủ đám người đã sớm rỗi rảnh ngứa tay, thấy thế, từng cái ào ào bay đi lên, không cần chư Cát như long phân phó, liền đối với cơ như nguyệt xuất thủ tới, hiển nhiên là muốn tại chư các như long lão tổ lưu lại ấn tượng tốt. Ầm ầm, mấy đại cao thủ cường thế xuất thủ nhanh chóng bao quanh hướng cơ như nguyệt quỷ bức tộc cao thủ càng là hóa thành một đầu thật lớn thông thiên quỷ bức lao thẳng tới mà tới có thể cơ như nguyệt lại hồn nhiên không để ý đến bọn họ lúc này trong mắt nàng chỉ có tần trần một cái trừ cái đó ra lại không hắn ai thực sự là si tình gia hỏa hết cách rồi tôn nữ lớn chỉ cần nam nhân không muốn tổ gia gia Cơ vô tuyết than nhẹ nói ra, con mắt cũng hồng, nhìn lên bầu trời trong tầng trần, kích động trong lòng, không cách nào bình tĩnh. Người này, lại coi nhẹ bản tọa. Quỷ bức tộc trưởng thấy cơ như nguyệt căn bản không nhìn chính mình, ánh mắt băng lãnh, sát khí càng sâu, đáng sợ quỷ bức lực quanh nhiễu quanh thân, muốn đem cơ như nguyệt phong tỏa, tràn buộc. Nhưng mà, đúng lúc này, phốc nhất thanh, nhất đạo đáng sợ lưu quan lướt đến, quán xuyến hư không, hướng quỷ bức tộc trưởng mi tâm đâm tới. Quá đột ngột, chính là vân tiêu tông chủ bực này có thể nói nửa bức tôn giả cao thủ, đều chưa kịp sớm cảnh giác. Mà quỷ bức tộc trưởng càng là khiếp sợ, hắn quỷ bức nhất tộc, phản ứng nhanh chóng, cảm nhận nhạy cảm, kết quả cư nhiên bị người tiếp cận đến trước người, đối với hắn lãnh khốc hạ sát thủ. Này một vệt sáng trong, ẩn chứa đáng sợ uy áp, khiến cho hắn cả người bức lông dựng thẳng lên, có một loại cảm giác tử vong đến. Hắn trong lòng kinh hãi, đem hết khả năng tránh né, lại trên người có hắc ám quang mang đốt cháy nổi dậy, là lực lượng thần bí đang thiêu đốt, giúp hắn tránh được tử kiếp. Thế nhưng, đây hết thảy đều vô dụng, lưu quan quá nhanh, phản phất có thể xuyên thấu không gian vậy, xì xì một tiếng, đáng sợ lưu quan trực tiếp xuyên thấu quỷ bức tộc trưởng trên thân ánh sáng màu đen như vào chỗ không người vậy đâm vào quỷ bức tộc trưởng đầu đơn giản là quán xuyến a à, quỷ bức tộc trưởng kêu thảm quá đột ngột đầu hắn trực tiếp nổ tung không có lực phản kháng chút nào đen kịch tiên huyết văn khắp nơi cùng lúc đó nhất đạo hồn quang dâng lên mặt mang hoảng sợ lộ ra quỷ bức tộc trưởng khuôn mặt muốn bay trốn mau đến hắn quả thực không thể tin được hắn cũng là tiếp cận chạm đến nửa bước tôn giả cao thủ thiên đảng sơn mạch cường giả cấp cao nhất, có thể trong sát na mà thôi, thực sự quá nhanh, hắn liền bị người oanh bạo, tự nhiên không có bất kỳ sức phản kháng, điều này làm cho hắn sợ hãi, không thể nào hiểu được, đến xảy ra vấn đề gì. Hắn hồn quan thần tốc bỏ chạy, muốn trốn khỏi nơi đây, tìm được sống lại cơ hội. Thế nhưng, lưu quan xuyên thủng hắn đầu, tràn ra một cổ lực lượng quỷ dị, phong tỏa này một vùng không gian, hắn hồn quang tuy là thoát đi đi ra có thể lưu quang trong tảng mát ra một tia lực lượng lại nhanh chóng rót vào hắn hồn quang khiến cho hắn hồn quang một chút tiêu trừ ra không quỷ bức tộc trưởng hoảng sợ thân thể bị hủy chỉ cần linh hồn vẫn còn còn có thể còn sống sót nhưng nếu là liền linh hồn đều hủy diệt như vậy là triệt để hồn phi phách tán chư vị cứu ta hắn trống to đồng thời thôi động quỷ bức tộc bí pháp Tính toán chống lại cổ lực lượng thần bí này xâm phạm, thế nhưng vô dụng, này một cổ lực lượng như là hàng bịp vậy, dung nhập hắn hồn quang trong, căn bản là không có cách thanh trừ. Phốc nhất thanh, quỷ bức tộc trưởng kêu thảm, hồn quang đều nổ bể ra đến, hồn phi phách tán, tiêu tán không thấy. Như Nguyệt, gặp ngươi nhân tình đi đi, tổ gia gia thay ngươi dọn sạch trở ngại. Cơ Vô Tuyết nhẹ giọng nói, trước xuất thủ chính là hắn tại sao có thể như vậy? Vân tiêu tông chủ và huyết ảnh giáo, cực thần tông tông chủ đều kinh hãi, cước bộ dừng lại, nhìn về phía cơ vô tuyết, kinh hồn tán đảm, ánh mắt hoảng sợ, chỉ có một đòn thôi, quỷ bức tộc trưởng là chết, đây là cái gì quái vật? Nửa bước tôn giả Vân tiêu tông chủ cũng là chạm tới nửa bước tôn giả cao thủ, cảm thụ được cơ vô tuyết trên thân khí tức, thì thào nói ra. Thế nhưng, mặc dù là nửa bước tôn giả, cũng không chờ cường đại đến một kích liền kích sát quỷ bức tộc trưởng tình trạng chứ. Nửa bước tôn giả, cũng không phải là tôn giả. Giết! Ba người liếc nhau, ánh mắt đều hung ác tàn nhẫn, rất là kinh sợ, nếu như là khác thời điểm, bọn họ đối mặt cơ vô tuyết bực này không biết cường giả, nhất định sẽ cẩn thận, thế nhưng giờ này khác này, có chư các như long lão tổ tại, bọn họ tự nhiên không có khả năng rút lui từng cái ánh mắt hung hãn về phía trước vồ dết tới bọn họ xuất thủ trước giải quyết các ngươi mấy cái này tay sai cơ vô tuyết nỉ non nói ra sau đó thân hình động quanh hắn vừa sải bước ra trên thân lại có một cổ làm người sợ hãi đặc thù lực lượng lan tràn ra sau đó hướng về phía vân tiêu tông chủ ba người một quyền đánh tới vù vù không hiểu vùng thế giới này đều yên lặng một cái rõ ràng cơ vô tuyết chỉ là một nửa bước tôn giả, có thể phát ra lực lượng, lại trấn áp thiên địa, cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác. ầm, uhm. Này một cổ lực lượng thần bí, hết sức quỷ dị cùng cường hãn, trong nháy mắt tan rã vân tiêu tông chủ ba người trên thân lực lượng, đồng thời mang theo một cổ đáng sợ trật tự thần liên, cuốn lên ba người, ào ào. Này trật tự thần liên rực rỡ không hiểu, mang theo quỷ dị phù văn, là ba người bao vây, phong tỏa vùng thế giới này. Vân tiêu tông chủ biến sắc, có một ít kinh hải, đây là lực lượng gì, quá quỷ dị. Công kích còn chưa đạt tới, cũng đã rót vào đến thân thể bọn họ, để cho thân thể bọn họ có loại muốn đạo hóa, tan rã cảm giác, phản phất, bọn họ nắm giữ thiên địa đại đạo, lúc này đều sụp đổ, bị phá vỡ. Trật tự thần liên hóa thành thần hồng, trực tiếp xuyên thấu bọn họ lực lượng phòng ngự. Trống. Vân tiêu tông chủ ba người gào thét, trong lòng sợ hãi, tận lực muốn phản kháng, thế nhưng, tại phốc phốc trong tiếng, bọn họ hộ thể quan mang bị xuyên thủng, thần liên trực tiếp quán xuyến toàn thân bọn họ, quá dễ dàng. Ba cái tay sai mà thôi, chết hết đi. Cơ vô tuyết lẩm bẩm. Phốc. Cực thần tông tông chủ trong nháy mắt nổ bể ra đến, máu me đầm đìa, này trực tự thần liên, xuyên thủng hắn thân thể, đem hắn trong cơ thể bản nguyên đều trực tiếp phá hủy, cả người trong nháy mắt hóa đạo, đây hết thảy đều trong khoảng cực nhanh hoàn thành, như là không có năng lực phản kháng chút nào. Phốt Tiếp tục huyết ảnh giáo giáo chủ bị trật tự thần liên quấn quanh, thân thể nhanh chóng khô quắc, bị rất nhiều thần liên xuyên thủng, bản nguyên sụp đổ, trong chớp mắt bị vạn nát. Sau cùng chỉ còn dư lại vân tiêu tông chủ vẫn còn ở chống lại, thế nhưng, cũng rất vô lực chỉ có thể so cực thần tông chủ cùng huyết ảnh giáo chủ nhiều kiên trì một giây mà thôi thân thể liền sụp đổ hoảng sợ trong tiếng trống to tại chỗ nổ tung tam đại cường giả trong khoảnh khắc ngã xuống tất cả mọi người kinh sợ video đến đây là hết nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nha